Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 208. Tiêu Phàm khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa chiến trường. Hắn biết rõ, bản thân giúp không là cái gì, cũng không thay đổi được cái gì, có lẽ, có thể làm chính là khiến cái này chết đi người không muốn phơi thây hoang dã. Hắn biến thành thân táng, cùng hắn hậu thế nhìn thấy táng, không chính là như vậy sao? Đại ca, tam đệ, chúng ta cũng tới. Thần Vô Tận đã dục dịch, nói đến cùng, hắn nội tâm cũng có một khỏa nhiệt thành tâm. Tu La tộc người đều đang chiến đấu, thái cổ thần giới người cũng ở chiến đấu, hắn lại làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đây? Cẩn thận một chút, Tiêu Phàm gật gật đầu. Hắn không biết, mình nếu là chết ở thái cổ, đời sau mình có phải hay không cũng đã chết. Nhưng là, hắn giờ phút này, cũng không muốn lùi bước, càng không thể lùi bước. Dù cho sẽ tiếp nhận thời không đại giới, hắn cũng không thể chối từ. Ba người cực tốc bước vào chiến trường, giờ phút này, dù cho tham sống sợ chết Tử Vũ, cũng không có sợ hãi chút nào. Thái cổ thần giới cũng muốn diệt. Hắn cho dù có thể tránh thoát một kiếp, vậy cũng chỉ bất quá giống như chó một dạng sống sót, như vậy có ý nghĩa gì đây? Cường giả nhân sinh, không có sống tạm bợ, chỉ có hung hãn không sợ chết. Cho dù là bọn họ ba người thực lực đầu nhập phiến chiến trường này, chẳng là cái thá gì. Nhưng bọn hắn, vẫn là nghĩa vô phản cố. Giết một cái dị ma, liền thiếu đi một cái dị ma, chỉ cần vạn chúng đồng lòng, luôn có giết hết thời điểm. Chiến đấu không ngừng bộc phát, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số cường giả tử vong. Thiên khung nhảy nhót, huyết vụ đầy trời, giống như tận thế. Tiêu Phàm ba người xông vào chiến trường, rất nhanh liền bị dị ma tách ra, Tiêu Phàm cũng không có giữ lại, cầm trong tay Tu La kiếm, đại sát tứ phương. Bây giờ hắn chiến lực, dù sao cũng là có thể so với hạ phẩm pháp tôn tồn tại, bình thường dị ma ở đâu là đối thủ. Bên cạnh hắn, tùy thời đều có người tử vong, có thể Tiêu Phàm lại giữ im lặng, làm bản thân có thể làm tất cả. Chiến đấu, giết chóc, vĩnh viễn là kích phát một người tiềm năng phương thức tốt nhất. Tiêu Phàm đối bản nguyên chi lực khống chế độ, ở không ngừng tăng lên. Hắn thỉnh thoảng cảm nhận được, bốn phía có người đột phá, đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Nếu như có thể sống sót, không thể nghi ngờ thu hoạch là to lớn. Vô tận giết chóc, để Tiêu Phàm hơi choáng, trong đầu hắn có nhiều thứ đang không ngừng xói mòn, vừa bắt đầu Tiêu Phàm còn không nhớ kỹ, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn biết mình mất đi là cái gì. Ký ức, bản thân ký ức đang không ngừng xói mòn, không chỉ là đời sau, còn có đời này. Vì cái gì sẽ dạng này? Tiêu Phàm trong lòng kinh hãi, cái này chính là mình nhúng tay thái cổ đại giới sao? Để cho mình ký ức xói mòn, cứ tiếp như thế, bản thân chắc chắn biến thành cái xác không hồn. Hắn cũng rốt cục ý thức được, bản thân hậu thế vì sao không biết bất luận cái gì liên quan tới thái cổ, hoang cổ, loạn cổ, viễn cổ cùng thượng cổ tin tức. Nguyên lai, hắn biết được tin tức, bởi vì chính mình nhiều lần nhúng tay lịch sử, dẫn đến bọn chúng đều biến mất hết. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Phàm cũng không có ngừng lại, vẫn như cũ vung kiếm, đại sát tứ phương. Ký ức chạy mất càng lúc càng nhanh, nhưng hắn đối ba loại bản nguyên chi lực khống chế, lại càng ngày càng mạnh. Sát lục bản nguyên chi lực không ngừng kéo lên, hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng không ngừng đột phá, thời không bản nguyên chi lực càng là nhanh chóng bay vọt. Nhanh đến liền chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Oanh, điên cuồng giết chóc mấy ngày sau, Tiêu Phàm trên người bỗng bộc phát ra một cỗ hết sức cuồng bạo khí thế, vô cùng vô tận kiếm khí tàn phá bừa bãi tứ phương. Phàm là vây giết hắn dị ma, tất cả đều đột tử. Không sai, Tiêu Phàm đột phá, trung phẩm nguyên tôn, một màn này, là chính hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Bản thân vậy mà tại thái cổ thời kỳ đột phá đến trung phẩm nguyên tôn. Cái kia mình nếu là trở lại hậu thế, cái này đột phá tu vi phải chăng còn sẽ tồn trên người mình đây? Tiêu Phàm không quản được nhiều như vậy, bước vào trung phẩm nguyên tôn cảnh, hắn bản nguyên chi lực điên cuồng gia tăng, tốc độ xa so với trước đó còn nhanh hơn rất nhiều. Hắn cảnh giới không ổn, nhưng chiến lực lại kéo lên không ít. Hơn nữa, bởi vì không ngừng chiến đấu, không ngừng mài giũa, vẻn vẹn không tới một ngày, cảnh giới liền ổn định lại. Sát lục bản nguyên chi lực đột phá 2 vạn nguyên, đạt đến bình thường trung phẩm pháp tôn cảnh tiêu chuẩn. Tiêu Phàm trong lòng kinh hãi, âm thầm trầm ngâm,
hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng cũng đạt tới 18.000 nguyên, đột phá lớn nhất phải kể tới thời không bản nguyên chi lực, vượt qua 10.000 năm, hiện tại Tiêu Phàm thực lực đã không kém chút nào bình thường trung phẩm pháp tôn cảnh. Chí ít, nếu như cùng bình thường trung phẩm pháp tôn cảnh chiến đấu, Tiêu Phàm nếu như không bị thua, vô cùng có khả năng mài chết đối phương. Đương nhiên, nếu là trung phẩm pháp tôn cảnh bên trong cường giả, Tiêu Phàm vẫn là kém xa tít tắp. Dù sao, vừa mới đột phá trung phẩm pháp tôn cảnh tu sĩ bản nguyên chi lực chỉ có 20.000, có thể uy tín lâu năm trung phẩm pháp tôn cảnh cường giả thế nhưng là tăng gấp bội. Bất quá Tiêu Phàm một cái khác đại ưu thế đoán chừng cũng không yếu với trung phẩm pháp tôn cảnh, kia liền là đối bản nguyên chi lực khống chế độ. Mặc dù vừa mới đột phá, Tiêu Phàm khống chế độ có chỗ hạ xuống, nhưng cũng không rõ ràng. Hắn sát lục bản nguyên chi lực một kích toàn lực, không thua 17.000 bản nguyên chi lực một kích toàn lực. Nếu như ta có thể dung hợp hai loại bản nguyên chi lực, cho dù là trung phẩm pháp tôn cảnh bên trong cường giả, ta cũng không sợ. Tiêu Phàm đối với mình thực lực có rõ ràng nhận biết. Tiêu Phàm không biết là, khi hắn đột phá trung phẩm nguyên tôn cảnh thời khắc, thiên khung phía trên Tu La Tổ Ma đột nhiên nheo mắt, ngắm nhìn phía dưới chiến trường. Người nọ là ai? Tu La Tổ Ma mở miệng. Không biết, thuộc hạ liền để người đi điều tra. Tu La Tổ Ma sau lưng một cái Tu La Tử nhíu mày, hắn nghĩ không hiểu, vì sao lão tổ lại đột nhiên chú ý một cái nguyên tôn cảnh tu sĩ. Không cần, Tu La Tổ Ma lãnh đạm nói một câu. Nhưng mà, hắn ánh mắt nhưng lại ở Tiêu Phàm trên người dừng lại mấy hơi thời gian, trong lòng hơi hơi trầm ngâm, vô tận chiến huyết đại thành, thậm chí không thua ta, người này thực sự là ta Tu La tộc người. Nếu như những người khác nghe được Tu La Tổ Ma đánh giá, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Phải biết, Tu La Tổ Ma thế nhưng là Tu La tộc người thứ nhất ha. Vậy mà nói một cái trung phẩm nguyên tôn cảnh tu sĩ huyết mạch lực lượng không kém gì hắn, cái này nói ra ai mà tin. Nhưng mà, sự thật chính là như thế. Tu La Tổ Ma bản thân lập nên Tu La huyết mạch, bây giờ còn đang hoàn thiện bên trong, căn bản không có đạt tới viên mãn cảnh giới. Mà Tiêu Phàm vô tận chiến huyết dung hợp thần huyết số lượng đạt đến gần như 9.000 loại, tu luyện thành Tu La bát biến, dù cho Tu La Tổ Ma, cũng chỉ đến như thế. Người khác không cách nào cảm nhận được Tiêu Phàm thể nội huyết mạch lực lượng, bởi vì cho dù là Tu La thập tử, cũng không có Tiêu Phàm huyết mạch chi lực mạnh. Vì sao trên người hắn sẽ có thời không lão nhân cùng quỷ chủ khí tức? Tu La Tổ Ma trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Nghĩ vậy, hắn không khỏi nhìn về phía mấy trăm vạn dặm bên ngoài một cái bạch bào bạch phát lão giả, cũng không có mở miệng, nhưng hắn thanh âm lại truyền vào đối phương trong tai. Thời không tiền bối, kẻ này ngươi có thể nhận biết. Cái kia bạch bào bạch phát lão giả đầu tiên là sững sờ, sau đó trong đầu hiện ra một bóng người, tự nhiên là Tu La Tổ Ma truyền lại cho hắn. Bạch bào lão giả rất nhanh khóa chặt Tiêu Phàm, sau đó mỉm cười, ý vị thâm trường hồi đáp, hắn cùng ngươi có liên hệ lớn lao. Tu La Tổ Ma hơi hơi kinh ngạc, còn cho rằng mình nghe lầm. Cùng bản thân có liên hệ lớn lao, làm sao ta không biết rõ đây? Ngươi chỉ cần đem hắn nhìn thành là lão hủ đồ nhi là được rồi. Bạch bào lão giả ý vị thâm trường nói. Hắn giống như không thuộc về thời đại này. Tu La Tổ Ma thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, chung quy là nhìn ra một vài vấn đề, đột nhiên kinh ngạc nói, hắn đến từ tương lai. Bạch bào lão giả không nói, đáy mắt chỗ sâu lại là hiện lên một vòng vẻ không đành lòng, tựa như có lời gì muốn nói cho Tu La Tổ Ma, có thể lại không biết làm sao mở miệng. Hắn thực sự là tương lai người. Tu La Tổ Ma trong lòng kinh hãi, bạch bào lão giả trầm mặc, với hắn mà nói chính là một đáp án, tiền bối, ngươi có phải hay không có việc gạt ta? Bạch bào lão giả thở sâu, vẫn là nhắc nhở Tu La, hảo hảo bảo vệ ngươi vợ con. Tu La Tổ Ma nghe được cỗ này không giải thích được, đầu tiên là không hiểu, có thể ngay sau đó, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lật tay ở giữa, một bộ huyết hắc sắc đồng quan trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Chính là chấn thế đồng quan, ngươi dám, một tiếng tức giận vang vọng thương khung, phương viên mấy chục vạn dặm hư không nổ tung, vô số dị ma chết thảm. Ngay sau đó, chấn thế đồng quan lật ra, ma khí vô cùng vô tận quay cuồng mà ra, mấy đạo thân ảnh từ chấn thế đồng quan bên trong phóng lên tận trời. Tu La Tổ Ma hai mắt đỏ bừng như máu, tóc dài màu đen loạn vũ, hắn bỗng dò ra bàn tay,
một mực cự thủ dễ dàng nắm được mấy đạo kia thân ảnh. Ha ha, Tu La, cường đại như ngươi, cũng không bảo vệ được ngươi vợ con. Một tiếng cười như điên từ Tu La tổ ma trong tay truyền ra, người kia bộc phát ra thánh tổ cảnh khí tức. Tự tìm cái chết, Tu La tổ ma lấy tay hung hăng bóp, mấy đạo kia thân ảnh, bao quát cái kia thánh tổ cảnh dị ma, toàn bộ hóa thành mưa máu. Vẻn vẹn một hơi không đến thời gian, mấy cái dị ma tất cả đều chết không thể chết lại. Miểu sát thánh tổ cấp dị ma, đây chính là Tu La tổ ma thực lực cường đại, thế gian đã không có gì có thể hình dung hắn cường đại. Tiền bối, vì sao? Đột nhiên, Tu La tổ ma đỏ bừng hai mắt nhìn phía xa thời không, sát khí bành trướng. Đám người không hiểu, nhất là Tu La tổ ma sau lưng Tu La thập tử, càng là kinh ngạc không thôi. Đây chính là thời không lão nhân A, lão tổ làm sao đột nhiên đối với hắn nổi giận. Chẳng lẽ, thời không lão nhân phản bội thái cổ thần giới? Ai, thời không lão nhân thật sâu thở dài. Người khác không biết, nhưng hắn có thể rõ ràng, Tu La tổ ma hỏi hắn vì sao, là muốn biết rõ, vì sao bản thân không sớm một chút nhắc nhở hắn. Nơi xa, mặt khác bốn cỗ cường đại khí tức cũng trong nháy mắt khóa chặt thời không lão nhân. Nếu như ta nói, ta cũng là vừa mới biết rõ, ngươi tin không? Thời không lão nhân đắng chát cười một tiếng. Là hắn, Tu La tổ ma trong nháy mắt lấy lại tinh thần, ánh mắt lạnh lẽo quét đang ở giết dị ma Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, giống như một con rắn độc tập trung vào bản thân, toàn thân lông tóc dựng đứng. Là hắn, cũng không phải hắn. Thời không lão nhân có chút bất đắc dĩ, hắn đúng là thấy được Tiêu Phàm. Từ Tiêu Phàm trên người thấy được một vài thứ. Thế mới biết Tu La tổ ma vợ con sẽ bị dị ma đánh lén. Không cho ta một lời giải thích, đừng trách ta không khách khí. Tu La tổ ma lạnh lùng nói. Lời này, hắn không có khiến người khác nghe được, để tránh ảnh hưởng sĩ khí. Hiện ở đám người địch nhân chung là ma tộc, nếu như bọn họ những người này trước đánh nhau, cái này khiến những cái kia đang cùng ma tộc dục huyết phấn chiến tu sĩ nghĩ như thế nào? Ta có thể nói cho ngươi, thời không lão nhân do dự chốc lát, dùng chỉ có Tu La tổ ma có thể nghe được, nói với hắn một câu. Mặt khác bốn đại chí cường giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bọn họ không biết thời không lão nhân đối Tu La tổ ma nói cái gì. Nhưng là, làm Tu La tổ ma nghe được thời không lão nhân lời nói lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại, sau đó nhìn thật sâu Tiêu Phàm một cái, đáy mắt chỗ sâu đều là không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, hắn sát khí trên người bình phục không ít, thần sắc trở nên phức tạp. Nơi xa đang cùng nhân tộc cùng yêu tộc chém giết dị ma, vừa rồi cảm giác mình ở quỷ môn quan dạo qua một vòng, nhìn thấy Tu La tổ ma bình tĩnh trở lại, bọn họ như được đại xá. Bất quá, ma tộc nhất phương chí cường giả, lại là có chút đáng tiếc. Bọn họ rất muốn cho Tu La tổ ma phát cuồng, đến lúc đó, bọn họ tất nhiên cũng sẽ toàn lực ứng phó, nhất cử hủy diệt nhân tộc cùng yêu tộc. Tu La, đây là ngươi kiếp nạn, chấn thế đồng quan còn không hoàn thiện, lúc này mới cho ma tộc có cơ hội để lợi dụng được, hy vọng ngươi lấy đại cục làm trọng. Thời không lão nhân lại bổ sung một câu. Tu La tổ ma ánh mắt lộ ra thống khổ, Tu La tổ ma nắm chặt nắm đấm, đều gần như muốn bóp ra máu. Đúng vậy a, chấn thế đồng quan còn không hoàn thiện, đây là ta sai lầm. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo chấn thế đồng quan. Vậy mà vẫn như cũ cho dị ma có cơ hội để lợi dụng được cơ hội. Bản thân đem vợ con đặt ở an toàn nhất chấn thế đồng quan bên trong, vẫn là bị ma tộc đánh lén. Dù cho hắn kịp thời phát hiện, hắn vợ con vẫn như cũ chỉ còn lại có hai cổ thi thể lạnh như băng. Nghe được thời không lão nhân lời nói, sửa đường tổ ma hai mắt lần nữa biến thành huyết hồng sắc, ma tộc bất tử, ta thái cổ thần giới không được an bình. Chúng ta tham chiến. Vốn là chuyện sớm hay muộn, hôm nay không đổ ức vạn ma tộc, khẩu khí này lão tử không thuận, chấn thế đồng quan không hoàn thiện, cái kia lão tử liền dùng ức vạn ma tộc mệnh đến hoàn thiện. Lời còn chưa dứt, Tu La tổ ma đột nhiên bộc phát ra khí thế kinh khủng, một tay dắt lấy chấn thế đồng quan, hung hăng hướng về giới vực chiến trường đối diện oanh sát đi. Tu La, thời không lão nhân mấy người sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó mấy người vừa bất đắc dĩ thở dài. Cái gì đại cục, thật chẳng lẽ phải chờ tới nhân tộc cùng yêu tộc diệt vong, mới thực hành bản thân kế hoạch sao? Hiện tại, hai phương tử thương thảm trọng,
thật muốn tiếp tục đánh, thái cổ thần giới nhân tộc cùng yêu tộc đoán chừng toàn bộ diệt vong. Mọi người chuẩn bị toàn lực ứng phó. Thời không lão nhân híp híp hai mắt, trong mắt lãnh quang bắn ra bốn phía. Mà lúc này, Tu La Tổ Ma đã sát nhập vào giới vực chiến trường đối diện, chấn thế đồng quan giống như một ngôi sao rơi đập mà xuống, đến ngàn vạn mà tính dị ma nổ tung, hóa thành ma khí vô cùng vô tận mãnh liệt tứ phương. Tu La Tổ Ma há miệng hút vào, đầy trời ma khí điên cuồng tràn vào trong miệng của hắn, đồng thời, hắn khí tức trên thân lần nữa tăng vọt. Tu La, người thật can đảm. Lúc này, một tiếng cười như điên từ giới vực màn sáng đối diện xông ra, căn bản không đem vừa rồi cái kia vô số ma tộc sinh tử để ở trong lòng. Hắn hy sinh mấy cái thánh tổ cường giả ám sát Tu La Tổ Ma, không phải liền là muốn buộc hắn xuất thủ, buộc hắn điên cuồng sao? Lời còn chưa dứt, thiên địa đều trong nháy mắt đen lại. Chỉ thấy một cái đại thủ dò ra, che khuất bầu trời, hướng về chấn thế đồng quan chộp tới. Phệ Thiên Ma Tổ, hôm nay bắt ngươi tế cờ, diệt ngươi ma tộc. Tu La Tổ Ma hết sức điên cuồng, vợ con chết, đối với nàng đả kích rất lớn, dù cho hắn nghe được thời không lão nhân lời nói. Cuồng vọng, cái kia che trời bóng đen bên trong truyền ra một tiếng khinh thường, Tu La, so với ta ma tộc, người bây giờ, mới giống là chân chính ma đầu. Giết, Tu La Tổ Ma phát cuồng, quanh thân ma khí quay cuồng, vẻn vẹn ma khí, liền không kém chút nào đối diện Phệ Thiên Ma Tổ. Theo hắn khí tức nở rộ, toàn bộ thiên khung cũng bắt đầu sụp đổ, vô số tu sĩ khủng bố tới cực điểm, cực tốc hướng về tứ phương chạy trốn. Tiêu Phàm cảm nhận được cái kia khí tức mang tính chất hủy diệt, cũng không lo được chém giết dị ma, nhấc chân chạy. Mạnh, quá mạnh, đây là hắn giờ phút này duy nhất cảm khái. Tiêu Phàm rất ít kiến thức thiên tôn cảnh trở lên cường giả chiến đấu, lại càng không cần phải nói thánh tổ cấp bậc. Nhưng mà, trước mắt Tu La Tổ Ma, cùng đối diện Phệ Thiên Ma Tổ, nhưng đều là thánh tổ, hơn nữa còn là thánh tổ bên trong nhân vật mạnh mẽ, bọn họ giờ phút này đụng vào nhau. Giới vực màn sáng đều không thể thừa nhận hai người uy áp, lung la lung lay, tùy thời đều chuẩn bị nổ tung. Cũng may Tu La Tổ Ma dẫn ra Phệ Thiên Ma Tổ, bằng không mà nói, giới vực kết giới không bao lâu liền sẽ nổ tung. Nhân tộc, yêu tộc cùng đối diện ma tộc tu sĩ, tất cả đều nín thở ngưng thần, bây giờ hai tộc lãnh tụ động thủ, điều này nói rõ chiến đấu đã đến cuối cùng thời khắc. Không phải nhân tộc cùng yêu tộc vong, chính là ma tộc diệt. Giết, nhân tộc cùng yêu tộc phe liên minh một vị trí cường nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó ức vạn kiếm mang bộc phát ra, vượt qua giới vực kết giới, bay thẳng dị ma đi. Là kiếm chủ xuất thủ, có người kinh hô không thôi, nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Kiếm chủ, danh xưng nhân tộc cùng yêu tộc liên minh đệ nhất chiến lực, truyền văn hắn thực lực còn ở trên Tu La Tổ Ma, cũng là thái cổ thần giới xưa nhất một trong cường giả. Trong tay thái cổ thần kiếm, càng là thái cổ thần giới đệ nhất chí bảo, có thể nghĩ hắn khủng bố. Đương nhiên, nếu như hắn cùng Tu La Tổ Ma chân chính một trận chiến, ai thắng ai thua cũng chưa biết chừng. Dù sao Tu La Tổ Ma tuổi tác không cao, ở kiếm chủ cùng thời không lão nhân đám người trước mặt, cũng chỉ là hậu bối mà thôi. Kiếm chủ, bản tổ đến chiến ngươi, ức vạn kiếm khí còn chưa chân chính bộc phát, đối diện lại xông ra một người. Đó là một cái gánh vác một chuôi dài hơn một trượng kiếm nam tử cao lớn. Quanh thân rậm rạp chẳng chịt kiếm khí vần quanh, gào thét không ngừng, dọc theo quỹ tích đặc biệt vận chuyển, 10 điểm huyền diệu. Hắn vừa mới xuất hiện, kiếm chủ tứ phương kiếm khí bắt đầu chiến minh lên, sau đó đồng thời hướng về nam tử cao lớn nổi giận chém đến. Nhưng mà một khắc sau, nam tử cao lớn quanh thân kiếm khí hóa thành một đầu kiếm hà nghịch tập mà lên, kiếm hà dường như có sự sống, sống lại. Vậy mà tại hư không du tẩu. Xa xa nhìn tới, không biết còn tưởng rằng là một đầu cự long đây. Thình thịch, kiếm khí va chạm thanh âm thỉnh thoảng vang lên, vô cùng chói tai, hư không không ngừng vỡ nát, phạm vi không ngừng mở rộng, hướng về tứ phương kéo dài. Chỉ một lát sau, hư không liền xuất hiện một cái phương viên mấy ngàn vạn dặm phương viên khe hở, thôn phệ tất cả, hủy diệt tất cả. Thật là mạnh kiếm đạo. Thối lui đến biên giới chiến trường Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh. Hắn thấy qua kiếm đạo cường giả không ít, nhưng chưa bao giờ có một người đạt đến hai người trước mắt độ cao. Một kiếm có thể chảm diệt thế giới, một kiếm có thể hủy diệt thương khung. Kiếm đạo,
Đây mới thật sự là kiếm đạo. Tiêu Phàm nuốt nước miếng một cái, hắn tự nhận là kiếm đạo không yếu, nhưng là cùng hai người trước mắt so sánh, hoàn toàn là nhất thiên nhất địa. Cho dù là Lâu Ngạo Thiên kiếm đạo, ở trước mặt bọn họ, cũng chỉ bất quá là tiểu vu gặp đại vu, không còn cùng một cái cấp độ. Kiếm chủ, người cái này cũng quá yếu, cho ta gãi ngứa sao? Ma tộc nhất phương kiếm đạo cường giả cười như điên không thôi, thân hình cao lớn bộc phát ra nổ tính lực lượng. Danh xưng nhân tộc cùng yêu tộc liên minh đệ nhất nhân kiếm chủ, hắn về mặt sức mạnh, vậy mà ở vào hạ phong. Hơn nữa, đối phương tốc độ, lực bộc phát, cũng không yếu với hắn bao nhiêu. Hảo một cái đại diễn kiếm tổ, ma tộc, thật đúng là vượt qua bản tọa dự kiến. Kiếm chủ thần sắc hờ hững, con ngươi trở nên càng ngày càng băng lạnh, bất quá bằng ngươi một người, cũng dám ngăn ta. Cùng nói xong, kiếm chủ đột nhiên khí thế cùng tốc độ bạo tăng. Hư không bị kiếm ảnh đầy trời bao phủ, máu tươi bắn tung tóe. Hỗn trướng, đại diễn kiếm tổ gầm thét, hắn lúc này mới ý thức được, bản thân quá xem thường kiếm chủ. Kiếm chủ dù sao cũng là nhân tộc cùng yêu tộc người thứ nhất a, hắn chiến lực cũng không yếu, thế nhưng không phải hắn có thể địch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu như hắn đều có thể chống đối kiếm chủ, cái kia nhân tộc cùng yêu tộc đã sớm chết phình lên. Lại làm sao có thể chờ tới bây giờ? Đại diễn kiếm tổ bị đánh liên tục lùi về phía sau, khí thế trên người chậm rãi yếu bớt, tiếp tục như vậy, không dùng đến mấy kiếm, hắn liền có thể bị kiếm chủ có thể chạm. Kiếp đạo, còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Đại diễn kiếm tổ ngửa mặt lên trời hét giận dữ, một mình hắn, không đủ để ứng phó kiếm chủ. Nhất cổ tác khí, tái mà suy, tam mà kiệt. Vừa mới lên đến, hắn còn có thể áp chế một lần kiếm chủ, để kiếm chủ cơ hồ không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Nhưng khi hắn khí thế hạ xuống về sau, kiếm chủ trong nháy mắt lật bàn, hiện tại, hắn giống như dê đợi làm thịt. Nhân tộc, yêu tộc, không nên tồn tại ở thế gian. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, chỉ thấy một đạo áo bào xanh thân ảnh từ trong hư vô phóng ra, trên người trán phóng yêu dị kiếp quang, tà dị hết sức. Ma tộc đệ tam, kiếp đạo tà tổ. Thời không lão nhân ánh mắt ngưng tụ, trong bóng tối nhắc nhở kiếm chủ, cẩn thận một chút. Kiếp đạo tà tổ, ngươi là đến thay hắn chôn theo sao? Kiếm chủ không có sợ hãi chút nào. Ma tộc cường đại, khả năng nhân tộc liền yếu sao? Ma tộc chỉ là vừa mới xuất hiện không lâu chủng tộc mà thôi, nhân tộc mới là tuyên cổ trường tồn chủng tộc, hắn há lại sẽ sợ một cái nhân tài mới nổi. Giết, kiếp đạo tà tổ bước ra một bước, vô tận sát phạt chi khí nở rộ. Những nơi đi qua, đại diễn kiếm tổ kiếm khí đều muốn lui tránh, sau đó sáp nhập vào sát khí của hắn. Đại diễn kiếm tổ trong mắt lóe lên một tia khó chịu, nhưng hắn không dám lên tiếng, kiếp đạo tà tổ thực lực, thế nhưng là kiếm chủ cấp bậc kia. Hắn không phải kiếm chủ đối thủ, tự nhiên cũng không phải kiếp đạo tà tổ đối thủ. Kiếm chủ nhìn thấy kiếp đạo tà tổ xuất thủ, trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc. Dù cho bị hai tôn đỉnh cấp thánh tổ vây công, hắn cũng không có bối rối, chỉ là tốc độ xuất kiếm càng lúc càng nhanh, ước vạn giảm phương viên, tất cả đều bị hắn kiếm khí bao phủ. Tiêu Phàm nhìn xem vẫn diệt tinh vực, nhịn không được hít một hơi lạnh. Thánh tôn cảnh, đưa tay ở giữa có thể hủy thiên diệt địa, có thể đó cũng chỉ là một cái tiểu thế giới mà thôi. Nhưng lúc này, thánh tổ cảnh xuất thủ, đưa tay ở giữa liền hủy diệt một phiến tinh vực, hàng vạn mà tính tiểu thế giới vỡ nát, mạnh có chút đáng sợ. A mấy tức về sau, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, ngay sau đó một đạo đẫm máu thân ảnh bay ngược mà ra, vô số tinh thần bị đụng vỡ nát. Đại diễn kiếm tổ, nhân tộc cùng yêu tộc tu sĩ nhìn thấy một màn này, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Vị thứ nhất thánh tổ đã thua, tiếp tục như vậy, nhân tộc cùng yêu tộc, hy vọng thắng lợi rất lớn a. Kiếm chủ vô địch, vô thượng kiếm chủ, rất nhiều người kích động trong lòng cuồng hống. Nhưng mà một khắc sau, hư không hét lớn một tiếng truyền ra, có người thần sắc run lên. Cửu hoang, diệt thế, các ngươi vẫn chờ cái gì, ma tộc nhất thống chư thiên vạn giới, vào thời khắc này. Kiếp đạo tà tổ thanh âm từ trong hư vô truyền ra, cực kỳ phẫn nộ. Đám người có thể mới nghĩ đến, kiếp đạo tà tổ hơn phân nửa là bị kiếm chủ áp chế. Chỉ là hiện tại, dị ma không có ý định một chọi một tiếp tục đánh, bọn họ muốn ra tay toàn lực. Nhân tộc, yêu tộc, cũng nên diệt,
Sau ngày hôm nay, dương quang phổ chiếu địa phương, đều là ta ma tộc cương thổ. Từng đạo thanh âm lạnh lùng truyền ra, hư vô, rốt cuộc lại liên tiếp đi ra 12 đạo thân ảnh, mỗi cái người khí tức trên thân, so với đại diễn kiếm tổ chắc chắn mạnh hơn. 12 tôn đỉnh cấp thánh tổ, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nếu như chỉ là bình thường thánh tổ, Tiêu Phàm cũng không cảm thấy cái gì. Tu La Tổ ma thủ hạ 10 tôn Tu La Tử, từng cái đều là thánh tổ chi cảnh, có thể Tiêu Phàm đều có thể nhìn ra, bọn họ trên người tán phát khí tức, so vừa mới xuất hiện 12 tôn này thánh tổ yếu nhược rất nhiều. Một đối một, bọn họ tuyệt đối không phải ma tộc một phương thánh tổ đối thủ. Ý nghĩ vừa dứt, Tiêu Phàm con ngươi kịch liệt teo lại đến, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến, cho dù nhân tộc cùng yêu tộc một phương lấy một địch một không phải ma tộc đối thủ, cái kia hoàn toàn có thể lấy hai địch một, thậm chí lấy ba địch một. Dù sao, trừ bỏ Tu La Tổ ma thủ hạ Tu La Thập Tử bên ngoài, vạn yêu tổ đình còn có 12 đại hung yêu đây, bọn chúng từng cái đều là thánh tổ cảnh. Mặt khác, nghĩ đến Cửu U Quỷ Phủ cùng Thiên Kiếm Thần Cung cũng không sai biệt nhiều, kể từ đó, bọn họ thánh tổ cảnh nhiều đến mấy chục cái, thì sợ gì ma tộc đây. Nhưng mà, hắn con người bên trong, lại là có trên trăm đạo thân ảnh đột nhiên xông ra, thậm chí càng hơn 100 người. Bọn họ đi theo cái kia 12 tôn đỉnh cấp thánh tổ sau lưng, liền như là Tu La Tử đi theo Tu La Tổ ma sau lưng đồng dạng, hiển nhiên, những người này đều là cái kia 12 tôn đỉnh cấp ma tổ thủ hạ. Tăng thêm bọn họ bản thân, ma tổ nhất phương thánh tổ vậy mà nhiều đến 156. Lấy ba địch một, chê cười, hiện tại đoán chừng lấy một địch bốn còn tạm được, nhân tộc cùng yêu tộc là một, ma tộc là bốn. Tiêu Phàm biết rõ ma tộc rất mạnh, vẫn như trước vượt quá hắn tưởng tượng, đây hoàn toàn không phải một cái cấp độ A. Vì sao mạnh mẽ như vậy dị ma chẳng những không có hủy diệt thái cổ thế giới, hơn nữa còn bị khu trục ra thái cổ thần giới. Tiêu Phàm vẫn muốn không hiểu vấn đề này. Theo lý thuyết, lấy dị ma thực lực cường đại như vậy, nhân tộc cùng yêu tộc phe liên minh không phải là đối thủ mới đúng A. Giết, Tu La Tổ ma gầm thét. Hắn từ trong hư vô cất bước mà ra, một tay dẫn theo phệ thiên ma tổ cổ, sau đó ngay trước đối diện hơn 100 ma tộc cường giả, dùng sức xé ra. Xoạt, phệ thiên ma tổ sinh sinh bị Tu La Tổ ma xé mở, hóa thành cuồn cuộn huyết vụ tràn ngập hư không. Ngươi dám, ma tộc một phương một cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, hắn mọc ra 9 khỏa đầu, có được đầu thứ 18 cánh tay, hơn nữa còn là đầu người thân ngựa, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Nhưng là, trên người tán phát khí tức, vậy mà không thể so Tu La Tổ ma yếu mảy may, thậm chí còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cửu hoang ma tổ, người tiếp theo liền là ngươi. Tu La Tổ ma nhe răng cười một tiếng, vậy mà chủ động hướng về cửu hoang ma tổ vào tới, quản hắn ai khí tức mạnh, hắn chỉ muốn giết đối phương. Hừ, giết bọn hắn, cửu hoang ma tổ lạnh rên một tiếng, ra lệnh một tiếng. Bên cạnh hắn cùng sau lưng ma tộc cường giả cùng nhau tiến lên. Giết! Cùng lúc đó, thời không lão nhân quát lạnh một tiếng, thanh âm dường như vang vọng vạn cổ thời không, mỗi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Mũi nhọn chiến lực bộc phát, tầm thường thánh tôn cảnh, thánh đế cảnh, đã không có chiến đấu cần thiết. Bọn họ có thể ở thánh tổ cấp bậc chiến đấu dự uy phía dưới sống sót, liền đã coi như là cực kỳ may mắn. Tiêu Phàm chính là một cái trong số đó. Hắn trốn rất nhanh, căn bản là không có cách nhúng tay loại này cấp độ chiến đấu, hắn bị dư ba chấn động ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Đại ca, hắn đi ngang qua một chỗ hư không yên diệt địa phương lúc, lại là nhìn thấy một tiếng kinh ngạc vui mừng thanh âm. Quay đầu nhìn tới, hắn nhìn thấy thần vô tận bị mấy cái ma tộc vây công, mấy cái kia ma tộc cũng là ôm đồng quy vô tận ý nghĩ, bọn họ bản thân bị trọng thương, muốn chạy trốn cũng không thể. Dứt khoát thẳng thắn không trốn, chỉ muốn lưu lại thần vô tận. Thần vô tận giờ phút này cũng bị trọng thương, toàn thân huyết nhục bốc lên, vô cùng thê thảm. Thần vô tận, Tiêu Phàm lần đầu tiên nhìn thấy thời khắc, vậy mà cảm giác thần vô tận có chút lạ lẫm, trọn vẹn mấy tức thời gian hắn mới hồi phục tinh thần lại. Tiêu Phàm ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, cứ theo đà này, hắn vô cùng có khả năng quên mất tất cả ký ức, thậm chí, ngay cả mình là ai đều không biết. Bất quá bây giờ hắn không có suy nghĩ nhiều, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người thần vô tận, lôi kéo thần vô tận hướng nơi xa bỏ chạy.
Thần Vô Tận bản thân bị trọng thương, nhưng hắn thương thế lại không tính là gì, lấy hắn thực lực, giết chết mấy cái chỉ còn lại có đỉnh phong thời kỳ 1/10 thực lực trung phẩm pháp tôn, cơ hồ không phế bao nhiêu sức lực. Hậu phương tiếng oanh minh thỉnh thoảng truyền đến, Tiêu Phàm đã không lo được nhiều như vậy, chỉ muốn mang theo Thần Vô Tận đào tẩu. Trốn a trốn, hắn cũng không biết trốn bao xa, chỉ ít, những cái kia thánh tổ chiến trường, tạm thời mà nói là không thể nào tác động đến tới đây. Tiêu Phàm đung đưa đầu, hắn cảm giác mình giống như lại quên đi một ít chuyện, về phần là cái gì, hắn không nhớ nổi. Đại ca, người thế nào? Thần Vô Tận nghi hoặc nhìn mờ mịt Tiêu Phàm. Ta không sao, Tiêu Phàm thở sâu, chấn định lại, nội tâm một lần lại một lần khuyên bảo bản thân, tiếp tục như vậy không được, bản thân nhất định phải để đời sau bản thân, biết rõ nơi này phát sinh sự tình. Đúng rồi, ký ức thủy tinh, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Có lẽ thái cổ thời kỳ còn không có ký ức thủy tinh, nhưng hắn Tiêu Phàm có thể chế tác a. Ngay sau đó lại lắc đầu, âm thầm trầm ngâm nói, bây giờ là thái cổ, ký ức thủy tinh có thể tiếp nhận mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn năm tuế nguyệt ăn mòn sao? Đáp án hiển nhiên là không thể. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh lại nghĩ tới, ký ức thủy tinh không cách nào truyền thừa lâu như vậy, pháp bảo đây. Một kiện pháp bảo cường đại, là có thể gánh chịu tuế nguyệt ăn mòn. Thế nhưng là, hắn hiện tại trong tay chỉ có Tu La Kiếm, cơ hồ không có mặt khác có thể tiếp nhận hàng trăm hàng ngàn vạn năm tuế nguyệt ăn mòn pháp bảo. Tôn giai pháp bảo đều chưa hẳn vĩnh hằng bất diệt, huống chi đế giai pháp bảo đây. Đột nhiên, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Thần Vô Tận, Thần Vô Tận đừng nhìn tê cả da đầu, lo lắng hỏi, đại ca, ngươi thế nào? Tiêu Phàm thở sâu, nói, Vô Tận, có một số việc ta phải nói cho ngươi. Khả năng ngươi không thể tin được, cái gì sự tình. Thần Vô Tận biến sắc. Ta kỳ thật đến từ. Tiêu Phàm gian nan mở miệng, hắn rất muốn nói ra tương lai hai chữ, có thể bất kể như thế nào đều không thể nói ra, như có một cỗ lực lượng vô hình bấm cổ của hắn. Đây là thời không lực lượng hạn chế sao? Tiêu Phàm biểu tình thống khổ, loại này nói không ra lời cảm giác, 10 điểm khó chịu, nhưng hắn biết rõ, thời không chi lực phản vệ càng ngày càng mạnh. Hắn nhất định phải nhanh nói cho Thần Vô Tận. Tiêu Phàm không có mở miệng, mà là lấy tay nhẹ nhàng điểm một cái, một vệt sáng điểm ở Thần Vô Tận mi tâm. Thần Vô Tận hai mắt nhắm lại, chỉ chốc lát sau mới mở to mắt, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ kinh hãi. Đây là Tu La truyền thừa, Tiêu Phàm vẻ mặt trịnh trọng nói, hắn không có nói cho Thần Vô Tận, chính hắn đến từ tương lai, thậm chí đều không nói cho tên của mình, bởi vì hắn nói không nên lời. Đại ca, người đây là, Thần Vô Tận không hiểu, nhưng càng nhiều hơn chính là rung động, thật sự là Tu La truyền thừa tin tức quá to lớn. Đáp ứng ta một sự kiện, Tiêu Phàm không có giải thích, mà là đem Tu La kiếm đưa cho Thần Vô Tận nói, nếu như tương lai, có người có thể lấy được kiếm này tán thành, liền đem truyền thừa cho hắn. Còn có, Tiêu Phàm lại nghĩ tới điều gì, lại kín đáo đưa cho Thần Vô Tận một chút trước đó luyện chế đan dược. Ngưng tiếng nói, chiến dịch này nếu không chết, ta nhất định sẽ tìm đến ngươi. Dứt lời, Tiêu Phàm bỗng tại chỗ biến mất, chỉ để lại vẻ mặt mờ mịt Thần Vô Tận. Thần Vô Tận nhìn qua Tiêu Phàm rời đi phương hướng, thật lâu không nói. Nhìn xem Tiêu Phàm dáng vẻ vội vàng, cùng vật lưu lại, vẻ mặt không hiểu cùng mê mang. Thật lâu, hắn mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nơi nào còn có Tiêu Phàm nửa điểm hình bóng. Đại ca! Ngươi yên tâm, ta phát thệ, nhất định đợi đến ngươi trở về. Thần Vô Tận khẽ cắn môi, vô cùng trịnh trọng nói. Tiêu Phàm cứu hắn hai lần, hắn nhưng là tương đương với thiếu Tiêu Phàm hai cái mạng. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn đem bội kiếm của mình, cùng Tu La tộc vô thượng truyền thừa đều giao cho hắn đảm bảo, đây là hạng gì tín nhiệm. Nghĩ vậy, Thần Vô Tận đối Tiêu Phàm càng thêm kính trọng lên. Hắn thậm chí hoài nghi. Tiêu Phàm có thể là Tu La tộc lão tổ cùng cấp độ tồn tại, bằng không mà nói, Tiêu Phàm lại làm sao có thể biết nhiều như vậy Tu La tộc tu luyện chi pháp đây. Đột nhiên, Thần Vô Tận liếc một bên trên mặt đất một cái, đó là Tiêu Phàm lưu lại huyết dịch. Thần Vô Tận lấy tay vung lên, mấy giọt máu tươi lơ lửng ở trước mặt hắn, cảm thụ được trong huyết mạch sức mạnh bàng bạc, Thần Vô Tận hai mắt bốc lên tinh quang, ta tu luyện vạn hồn đại pháp. Không chỉ có bản tôn nhận đại ca, tất cả hồn thân cũng là như thế. Nói xong, Thần Vô Tận trực tiếp nuốt vào Tiêu Phàm máu tươi, đồng thời,
trên người tản ra một cỗ khí tức kỳ lạ. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm tự nhiên là không biết, hắn giao cho thần vô tận tất cả những thứ này liền dứt khoát rời đi. Hiện tại, hắn chỉ muốn tìm một cái yên lặng địa phương, chờ đợi lần đại kiếp nạn này đi qua. Bởi vì hắn nhúng tay thái cổ sự tình, hiện tại bị thời không phản phệ, ký ức không ngừng xói mòn, hắn rõ ràng, rất nhanh hắn khả năng liền không biết mình là ai. Tu La truyền thừa, đây là hắn có thể đạt tới bây giờ thành tựu căn bản, Tiêu Phàm sẽ không để cho nó quên. Nhưng hiện tại, hắn duy nhất có thể tin tưởng, chính là thần vô tận. Hắn tin tưởng, thần vô tận có thể đem Tu La truyền thừa cùng Tu La kiếm không ngừng truyền thừa tiếp. Đời sau một ngày nào đó, bản thân sẽ còn cùng hắn gặp nhau. Đúng rồi, còn có Tu La cửu biến. Tiêu Phàm vỗ đầu một cái, bản thân làm sao quên đem Tu La cửu biến truyền cho thần vô tận đây. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, một bộ linh hồn phân thân ngưng tụ thành hình. Tiêu Phàm đem vô tận chiến huyết dung luyện chi pháp, Tu La truyền thừa cùng Tu La cửu biến ký ức phục chế một phần đi qua. Sau đó, Tiêu Phàm không chút do dự chặt đứt cùng phân thân liên hệ. Phân thân có thể sống sót hay không, đem Tu La cửu biến truyền thừa tiếp, hắn không biết, nhưng là, đây là hắn hiện tại duy nhất có thể làm. Bởi vì hắn bản thân, đoán chừng không bao lâu, liền sẽ quên Tu La cửu biến. Linh hồn phân thân phức tạp nhìn bản tôn một cái, sau đó tiềm nhập sâu trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Ở bị Tiêu Phàm chặt đứt trí nhớ một sát na kia, hắn lấy được Tiêu Phàm mệnh lệnh, kia liền là nhất định phải đem Tu La cửu biến truyền cho bản thân. Hậu thế bên trong, Tiêu Phàm chính là ở trong bách sát chiến trường gặp gỡ bản thân hóa thân táng, không chỉ có chiếm được Tu La cửu biến, còn chiếm được không ít thần huyết. Tiêu Phàm không biết tất cả những thứ này có phải hay không cùng bản thân bây giờ an bài có quan hệ, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể an bài như vậy. Ai biết mình hôm nay nhúng tay thái cổ, có thể hay không cải biến một ít chuyện đây. Ta hiện tại đã thoát ly chiến trường, trở thành người đứng xem, thời không phản vệ hẳn là không bao lâu liền sẽ đình chỉ, hy vọng ta còn có thể nhớ kỹ một chút. Tiêu Phàm híp hai mắt, ngắm nhìn lên bầu trời chiến đấu. Hắn nội tâm đang tự hỏi. Nếu bản thân chết ở thái cổ, cái kia chính mình phải chăng còn có thể hay không trở lại hậu thế? Hiện tại, hắn nghĩ trở về cũng làm không được, bởi vì thời không tinh xa chỉ đem hắn đưa về sau liền biến mất không thấy, hắn nghĩ mượn nhờ thời không tinh xa trở lại hậu thế cũng làm không được. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể khuyên bảo bản thân, có thể không xuất thủ, liền đừng xuất thủ. Bằng không mà nói, bản thân thực sự sẽ gặp thời không chi lực phản phệ. Đánh mất tất cả ký ức. Thiên khung phía trên, chiến đấu không ngừng, gần 200 thánh tổ cấp bậc cường giả va chạm, không nói hủy thiên diệt địa, cũng không xê xích gì nhiều. Trong đó có 6 nơi chiến trường cực kỳ kịch liệt, Tu La tổ ma, kiếm chủ, quỷ chủ, yêu chủ đám người, cái nào không phải lấy một địch nhiều. Hơn nữa, mỗi cái vây giết bọn hắn người, đều là đỉnh cấp thánh tổ. Nhưng mà, 6 người cực kỳ điên cuồng, chẳng những không có bị áp chế. Ngược lại đại sát tứ phương, thiên khung nhuốm máu, hết sức đỏ tươi. Mỗi một lần có thánh tổ vẫn lạc, thiên khung đều sẽ kinh lôi nổi lên bốn phía, trên trời rơi xuống huyết vũ, trong lòng tất cả mọi người không hiểu ra sao dâng lên một loại bi thương. Đây là thượng thiên tế điện thánh tổ, cũng chỉ có thánh tổ, mới có đãi ngộ như vậy, bình thường thánh tôn cảnh nếu như chết rồi, đoán chừng cũng liền cùng chết con chó một dạng, thượng thiên là sẽ không để ý. Tiếp tục như vậy. Nhân tộc cùng yêu tộc liên minh sớm muộn sẽ bị áp chế, vì sao nhân tộc cùng yêu tộc lại chưa từng hủy diệt đây? Tiêu Phàm nghĩ không hiểu. Thẳng đến Tu La tổ ma hóa thân một tôn to lớn trăm trượng Tu La, quyền toái tinh hà, từng tôn ma tộc thánh tổ vẫn lạc, Tiêu Phàm mới ý thức tới, Tu La tổ ma vậy mà một mực ẩn tàng thực lực. Một phương khác, kiếm chủ, quỷ chủ, yêu chủ, thậm chí thời không lão nhân cùng luân hồi lão nhân cũng là như thế. Mấy người thực lực bỗng tăng vọt mấy lần. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, trong nháy mắt chém giết mấy chục tôn ma tộc thánh tổ. Hỗn trướng, cửu hoang ma tổ ngửa mặt lên trời hét giận dữ, một màn này, tựa như vượt quá hắn dự kiến. Mấy chục thánh tổ a, liền chết như vậy, để bọn hắn cảm thấy có chút mộng ảo, quá không chân thật. Cho dù là sơ giai thánh tổ, đó cũng là thánh tổ, cũng không phải dễ giết như vậy, nhưng là bây giờ. Tất cả những thứ này lại là thật, nhưng hắn có chút không thể nào tiếp thu được.
Sau một khắc, bọn họ cũng biến thành điên cuồng lên, lần nữa chế trụ sáu đại chí tôn cường giả. Còn chưa đủ, Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ âm ma tộc một lần, có thể cái kia chênh lệch vẫn còn không có biến mất, ngược lại sẽ kích phát ma tộc phẫn nộ. Ma tộc sẽ không bao giờ lại khinh thường bọn họ, kể từ đó, sẽ chỉ làm thái cổ thần giới càng thêm tuyệt vọng. Quả nhiên, tầm nửa ngày sau, sáu đại chí cường khí tức suy yếu, ma tộc cơ hồ nghiền ép nhân tộc cùng yêu tộc liên minh. Ầm ầm, hư không kinh lôi thỉnh thoảng vang lên, huyết phú phiêu bạt, nhân tộc cùng yêu tộc thánh tổ, tử vong không ít. Trong lúc đó, Tiêu Phàm gặp được yêu chủ thuộc hạ thái cổ 12 hung nguyên một đám vẫn lạc, hóa thành đầy trời huyết phú, huy sái thế gian. Nguyên lai, bọn họ thật đã chết rồi, mà không phải cố ý giấu ở vạn cổ hung phần. Tiêu Phàm trong lòng kinh hãi, nhưng bây giờ lại còn sống, đây coi là cái gì, khôi phục sao? Chư vị còn chờ cái gì, liều. Hư không bên trong một cái đầu lâu ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó bỗng bộc phát ra vô lượng kim quang, khí tức kinh khủng quét ngang tinh hà, một phiến tinh vực nổ tung. Thái cổ thần giới bị cực lớn trùng kích, bắt đầu mãnh liệt run rẩy. Ngay sau đó, yêu chủ hóa thành một đầu toàn thân hiện lên xám sắc cự long, mấy vạn dặm thân thể vượt qua chân trời, sau đó há miệng nuốt vào ma tộc mấy vị đỉnh cấp thánh tổ, trực tiếp tự bạo. Kiếm chủ hóa thành một chuôi tuyệt thế thần kiếm, cùng trong tay thái cổ thần giới dung hợp lại cùng nhau, đầy trời kiếm trận khóa chặt mười mấy ma tộc thánh tổ, khí tức mang tính chất hủy diệt phóng lên tận trời. Tự bảo, một cái tiếp lấy một cái tự bảo. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm con ngươi kịch liệt co rút lại, đây chính là nhân tộc cùng yêu tộc thủ đoạn cuối cùng sao. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, đột nhiên mặt đất dưới chân mãnh liệt run rẩy, sau đó oanh một tiếng nổ tung. Tiêu Phàm vị trí mặt đất cực tốc hướng về nơi xa kích xạ đi. Thiên băng địa liệt, chân chính thiên băng địa liệt. Tiêu Phàm kinh hãi nhìn xem một màn này, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, quỷ chủ, yêu chủ cùng kiếm chủ, trực tiếp tự bạo. Bọn họ bậc này cường giả tự bạo, nhưng là chân chính hủy thiên diệt địa a. Tiêu Phàm bên tai sinh phong, ngẩng đầu nhìn tới thời khắc, nhưng hắn càng thêm kinh hãi sự tình đã xảy ra, nhịn không được vuốt vuốt hai mắt. Còn cho là mình nhìn hoa mắt. Làm sao chiến trường cách ta càng ngày càng xa, Tiêu Phàm cực kỳ không hiểu. Nhưng mà, khi hắn ánh mắt quét qua thời khắc, phát hiện thái cổ thần giới hoàn toàn tan vỡ, hóa thành từng mảnh to lớn lục địa hướng về bốn phương tám hướng bay đi lúc, trong lòng run lên bần bật. 19 khối lục địa, cửu thiên thập địa, Tiêu Phàm thanh âm có chút run rẩy. Không sai, hắn vừa rồi cố ý đếm một lần, thái cổ thần giới vỡ nát. Vậy mà hóa thành 20 khối lục địa. Ngoại trừ trung tâm nhất ma tộc vị trí khu vực bên ngoài, ngoài ra còn có 19 phiến đại lục bay về phía bốn phương tám hướng, hắn trong nháy mắt liên tưởng đến cửu thiên thập địa. Nếu như đây là sự thực, đây chẳng phải là nói rõ, cửu thiên thập địa nguyên bản là nhất thể. Cái này đối Tiêu Phàm mà nói, tuyệt đối là nghe tin bất ngờ. Khó. Xuất hiện ở Tiêu Phàm vậy trước mắt, là một bộ hình ảnh tan nát. Tu La Tổ Ma ôm bản thân vợ con thi thể, thật lâu không nói. Tiêu Phàm biết rõ, đây là Tu La Tổ Ma lúc còn sống hình ảnh, chỉ là một chút lạc ấn mà thôi, cũng không phải là hiện chuyện đang xảy ra. Dù sao, bây giờ Tu La Tổ Ma, đã vẫn lạc. Nghĩ đến phía trước Tu La Tổ Ma đột nhiên phát cuồng, Tiêu Phàm đã có phỏng đoán, tất nhiên là trước đây không lâu có người ám sát vợ con của hắn, mới khiến cho Tu La Tổ Ma triệt để điên cuồng. Hắn nghe không được, Tu La Tổ Ma cùng hắn vợ con nói cái gì, nhưng nhìn khẩu hình, Tiêu Phàm cũng có thể đoán được một chút. Sau một hồi lâu, Tu La Tổ Ma lưu luyến không rời đem hắn thê tử táng thân hư vô. Chấn thế đồng quan có thiếu hụt, không cách nào phong tỏa thời không. Tiêu Phàm từ Tu La Tổ Ma khẩu hình bên trong đọc được một chút tin tức trọng yếu. Chấn thế đồng quan, tuy là 10 đại lịch cổ chí bảo đệ tam, có thể nó lại không cách nào phong tỏa thời không chi lực, dẫn đến ma tộc thông qua thời không chi lực ám sát hắn vợ con. Tu La Tổ Ma rất hối hận, nhưng hắn lại nghĩ tới điều gì, lấy ra một bộ khi thiên huyết quan, đem con của hắn bỏ vào. Ngay sau đó, hình ảnh lần thứ hai biến ảo, biến thành Tu La Tổ Ma cùng mấy đại thánh tổ điên cuồng chiến đấu, tinh hà vỡ nát, càn khôn điên đảo, ma tộc thánh tổ liên tiếp vẫn lạc. Hắn lấy lực lượng một người. Một mình chém giết 20-30 cái ma tộc thánh tổ,
dọa đến đối phương không thể không điểm cuối cùng chiếu cố. Cuối cùng, Tu La Tổ Ma tự bạo, lần nữa đánh giết mấy cái ma tộc thánh tổ. Chấn thế, cùng lúc đó, thương khung một thanh âm vang lên, chuyện quỷ dị đã xảy ra, Tu La Tổ Ma tự bạo thân thể, vậy mà giống như thời không đảo lưu đồng dạng, lần nữa gây dựng lại. Cùng lúc đó, thiên địa tứ phương hội tụ từng đạo điểm sáng màu trắng, xông vào chấn thế đồng quan. Không sai biệt lắm 10 cái hô hấp sau, tất cả mới dừng lại. Tu La Tổ Ma thân thể lần nữa vỡ vụn, huyết dịch toàn bộ sói mòn, chỉ còn lại có tàn phá thân thể đánh tới ma tộc, đây chính là Tiêu Phàm lúc trước thấy hình ảnh. Nhưng mà, còn có một đạo linh hồn chi thể, lại là lần nữa xuất hiện ở một mảnh khác hư vô, hắn lấy tay một chiêu, bốn phía vô số điểm sáng màu trắng bay vụt mà tới, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau. Bạch sắc quang mang oánh oánh lập lòe, đoạt người nhãn cầu. Chỉ là, Tiêu Phàm lại là toàn thân run rẩy, hai tay nắm chặt, run giọng nói, bạch sắc thạch đầu. Cho tới nay, Tiêu Phàm đều không biết, bạch sắc thạch đầu là cái gì, hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, bạch sắc thạch đầu dĩ nhiên là như vậy đến. Nghĩ đến bản thân trước đó thể nội chạy mất cỗ năng lượng kia, Tiêu Phàm ẩn ẩn đoán được cái gì. Chân thế, chân chính là thái cổ một đời. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh, hắn nói không sai, bạch sắc thạch đầu đúng là tương đương với mệnh thạch, bởi vì hắn là rút ra thái cổ thần giới ức vạn sinh linh một sợi mệnh khí ngưng tụ mà thành. Tiêu Phàm trong lòng chấn động không gì sánh nổi, hắn nghĩ qua bạch sắc thạch đầu rất nhiều loại lai lịch, nhưng chưa từng có nghĩ tới một loại này. Ức vạn sinh linh một sợi mệnh khí ngưng tụ mà thành bạch sắc thạch đầu, tương đương với cùng thái cổ thần giới ức vạn sinh linh tương liên. Phần này nhân quả, quá lớn. Tiêu Phàm nhìn chăm chú lên Tu La Tổ Ma đem bạch sắc thạch đầu đánh vào khi thiên huyết quan bên trong, sau đó xé mở hư vô, đem khi thiên huyết quan ném vào hư vô liệt phùng. Hô, hình ảnh đột nhiên ngừng lại, Tiêu Phàm không biết phía sau xảy ra chuyện gì, thậm chí đều không biết Tu La Tổ Ma đến cùng chết hay không. Nhưng là, hắn đã từng đi qua chấn thế đồng quan bên trong, cũng đã gặp mới vừa hình ảnh. Hơn nữa còn cùng Tu La Tổ Ma từng có đối thoại. Hiện tại xem ra, Tu La Tổ Ma có lẽ biết mình sẽ đi vào, cho nên mới sẽ lưu lại đoạn kia hình ảnh. Tu La Tổ Ma ngưng tụ bạch sắc thạch đầu, đến cùng có ý nghĩa gì? Tiêu Phàm khẽ nói. Đáng tiếc, không có người trả lời vấn đề của hắn, chỉ có dựa vào chính hắn chậm rãi đi tìm. Thật lâu, tất cả bình tĩnh lại. Tiêu Phàm dưới chân phá toái đại lục vẫn như cũ còn đang nhanh chóng xuyên toa hư vô, căn bản không có ngừng lại xu thế. Không biết qua bao lâu, phá toái đại lục tốc độ chậm lại, nhưng vẫn như cũ còn không có triệt để đình chỉ, Tiêu Phàm ngược lại không lo lắng, bởi vì hắn biết rõ, nó cuối cùng có dừng lại một ngày. Chỉ là, hắn tò mò là, nơi này, đến cùng phải hay không thuộc về đời sau thái cổ thần giới. Mặc dù hắn ký ức còn đang sói mòn, nhưng cũng may chạy mất càng ngày càng chậm, Tiêu Phàm đưa cho chính mình phục chế mấy phần ký ức, hắn sợ mình quên đi tất cả. Mỗi qua một đoạn thời gian, hắn liền một lần lại một lần quen thuộc bản thân đã từng quên ký ức. Thời gian nhanh chóng sói mòn, có lẽ đi qua 100 năm, có lẽ đi qua mấy ngàn năm, Tiêu Phàm hôn mê qua một đoạn thời gian, tỉnh lại sau vẫn hành tẩu sơn xuyên đại địa, lý giải liên quan tới trên phiến đại lục này tin tức. Năm đó một trận chiến, khiến cho trên phiến đại lục này cảnh hoang tàn khắp nơi, một chút cường giả không dám ló đầu, yên lặng vô số tuế nguyệt. Đại thế hủy diệt, cùng thời đại mới đến, thường thường có một cái quá độ kỳ. Tiêu Phàm thì là nhìn tận mắt cái này quá độ kỳ thay đổi người, bất quá, hắn hiện tại vẻn vẹn chỉ là làm một cái quần chúng, không còn nhúng tay bất cứ chuyện gì. Một ngày này, Tiêu Phàm bên tai ẩn ẩn truyền đến tất tất tốt tốt tiếng ngâm sướng. Luân hồi vạn cổ, thiên địa khó táng, ma thế diệt thế, ta tự tiêu giao. Thanh âm rất nhỏ, lại giống như ở Tiêu Phàm bên tai vang lên, Tiêu Phàm tìm thanh âm đi tìm, lúc này, nhìn thấy một cái hôi bào lão giả, dắt lấy một cái bầu rượu hướng trong miệng đưa đi. Trong bầu rượu đã không thấy rượu, nhưng hắn quả thực là nghĩ gạt ra mấy giọt. Tiêu Phàm lẳng lặng đứng ở cái kia, nhìn chằm chằm hôi bào lão giả. Hôi bào lão giả thật lâu mới chú ý tới Tiêu Phàm. Hung hăng chừng Tiêu Phàm một cái, tiểu tử, nhìn cái gì vậy, cẩn thận ta đem hai tròng mắt của ngươi móc ra ngâm rượu uống. Hề vạn lý, Tiêu Phàm nhíu mày, hỏi dò. Lời này vừa nói ra,
Hồi bào lão giả bỗng nhiên lui lại mấy bước, hai mắt nhìn xung quanh bốn phía, cuối cùng vẻ mặt trịnh trọng nhìn xem Tiêu Phàm nói, tiểu tử, ngươi là ai, làm sao sẽ nhận biết lão hủ? Tiêu Phàm không có giải thích, nhưng hắn trong lòng lại là kinh hãi tới cực điểm. Hề Vạn Lý, cái này quen thuộc mà tên xa lạ, mình đã bao nhiêu năm chưa nghe nói qua, nếu như không phải những năm này một mực phục chế ký ức, đoán chừng đã sớm quên đi. Tiêu Phàm nằm mơ đều không nghĩ đến, hắn vậy mà cũng là thái cổ về sau người. Hề Vạn Lý không phải người khác, chính là năm đó chiến hồn đại lục đế đô luyện dược sư công hội hội trưởng Hề Lão, đã từng chỉ điểm qua hắn ngoại công tu luyện, hơn nữa còn cùng Bắc Lão là bằng hữu. Về sau chiến hồn đại lục hủy diệt, Hề Lão không biết tung tích, Tiêu Phàm vẫn cho là Hề Lão chết ở trận kia trong chiến loạn, lại làm sao nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy hắn đây. Để cho Tiêu Phàm kinh dị là, Hề Lão tu vi hắn vậy mà nhìn không thấu mảy may, phải biết, hắn nhãn lực thế nhưng là không kém gì pháp tôn cảnh a. Ta từng nghe một người bạn nói qua, Tiêu Phàm tùy ý tìm một cái cớ qua loa nói, ngài ở trong này làm cái gì? Không có gì, nhặt điểm xương cốt đổi điểm tiền thưởng. Hề Vạn Lý lơ đễnh nói, sau đó cười híp mắt nhìn chăm chú Tiêu Phàm nói, tiểu hữu, ta xem ngươi rất có tư chất làm ta một chuyến này, không biết ngươi có hứng thú hay không? Nhặt xương cốt, Tiêu Phàm nhíu mày, đây là cái gì ngành nghề? Bất quá hắn cũng không làm sao quan tâm, mặc kệ lão giả trước mắt là không phải chân chính Hề Lão, hắn đều có loại cảm giác thân thiết, khẽ mỉm cười nói, vậy sau này liền phiền phức Hề Lão. Không phiền phức, không phiền phức, Hề Vạn Lý khoát khoát tay, thần bí hề hề cười. Tiêu Phàm thấy thế, không khỏi nhíu mày, luôn cảm giác Hề Vạn Lý gia hỏa này cùng hắn trong trí nhớ Hề Lão không hợp nhau. Hề Lão trung thực. Có thể cái này Hề Vạn Lý lại ánh mắt thỉnh thoảng lấp lóe, tựa như một con cáo già. Để cho Tiêu Phàm buồn bực là, Hề Vạn Lý vậy mà mang theo hắn ghé qua cổ chiến trường, từ mặt đất đào ra vô số cỗ sớm đã thối giữa khô lâu. Vừa bắt đầu Tiêu Phàm còn không biết nhặt xương cốt là chuyện gì xảy ra, nhưng từ từ, hắn hiểu được. Hóa ra lão gia hỏa này, chính là từ bên trong chiến trường cổ nhặt một chút xương cốt, sau đó thu tập, đến chỉ định địa phương bán ra. Đổi một chút tiền thưởng bán. Bán xương cốt, trên đời thật còn có dạng này ngành nghề. Làm Tiêu Phàm nhìn thấy Hề Vạn Lý đem mấy chục gần trăm cỗ xương cốt giao cho một cái tên là Táng Cốt Lâu thế lực lúc, trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Những cái này xương cốt, đại bộ phận đều là lúc trước cùng dị ma chiến đấu chết đi thái cổ thần giới anh liệt, nhưng hôm nay chết đều không bình yên, xương cốt còn bị người được đào lên. Mặc dù nói, những cái này cốt đầu trên còn ẩn chứa cường đại thần tính, quả thật có thể luyện chế thành cường đại binh khí, nhưng là, loại hành vi này để Tiêu Phàm rất khinh thường. Đáng tiếc, Tiêu Phàm hiện tại đã không dám tùy tiện xuất thủ, bằng không mà nói, hắn đã sớm động thủ. Trong mắt hắn, cái này Táng Cốt Lâu, so dị ma càng thêm đáng hận. Đây là ngài thù lao, vất vả ngươi. Táng Cốt Lâu một cái bụng phệ trưởng quỹ, lấy ra một viên càn khôn giới cho Hề Vạn Lý. Hề Vạn Lý cười híp mắt tiếp nhận cái kia càn khôn giới nói, có thể vì Táng Cốt Lâu tận một phần lực, cũng là trách nhiệm của ta cùng nghĩa vụ. Giống ngài dạng người này không nhiều lắm, trưởng quỹ hơi hơi thi lễ, sau đó lại liếc mắt nhìn bên cạnh Tiêu Phàm, nói, Hề Lão, vị này chưa chẳng lẽ ngài đồ đệ. Trưởng quỹ hiểu lầm, đây là ta hợp tác. Hề Vạn Lý cười khoát khoát tay, nói đến, hắn cùng các ngươi Táng Cốt Lâu còn có chút sâu xa, hắn gọi là Táng. Về sau làm phiền, trưởng quỹ chắp tay một cái, lại nhịn không được nhìn nhiều Tiêu Phàm vài lần, tựa như phải nhớ kỹ cái tên này một dạng. Chào hỏi lúc này, Hề Vạn Lý mang theo Tiêu Phàm rời đi, trên đường đi, Tiêu Phàm giữ im lặng, nhưng trong lòng vẫn muốn mấy tháng này sự tình. Thời gian mấy tháng, hắn giúp Hề Vạn Lý đảo 40-50 cỗ cường giả chi cốt, nhưng bây giờ toàn bộ cho Táng Cốt Lâu, nhưng hắn trong lòng cực kỳ bất an. Những cái kia anh liệt chết rồi. Bản thân còn muốn trà đạp bọn họ thi cốt, nếu như để người ta biết, bản thân đoán chừng sẽ trở thành mục tiêu công kích a. Táng, người đang suy nghĩ gì? Hề Vạn Lý ngoạn vị nhìn xem Tiêu Phàm hỏi, trên mặt từ đầu đến cuối đều bảo trì nụ cười. Những cái kia thi cốt, Táng Cốt Lâu sẽ xử lý như thế nào? Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, càng nghĩ lấy, hắn nội tâm càng là bất an, bản thân hành động, không phải đang nghiệp chướng sao? Ta nói dù sao ngươi cũng không tin, nếu không, chúng ta cùng đi xem.
Hề Vạn Lý cầm tử hồ lô hướng trong miệng rót vào, sau đó chỉ cách đó không xa Táng Cốt Lâu nói, chờ một lát, bọn họ hẳn là đi ra. Nói xong, quả nhiên, vừa rồi cái kia bụng phệ trưởng quỹ mang theo một đoàn người đi ra, để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, hậu phương một đoàn người, mỗi người đều bưng một cái chiếc hộp màu đen. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, cái này chiếc hộp màu đen ngược lại không giống như là phổ thông đóng gói hộp, ngược lại giống như là một bộ tiểu hình quan tài. Những người này, Tiêu Phàm trong lòng khẽ run, không khỏi nhìn về phía Hề Vạn Lý. Cùng đi lên xem một chút, Hề Vạn Lý cười cười, mang theo Tiêu Phàm nghênh ngang đi tới. Tiêu Phàm lại là vẫn không có nghĩ một vấn đề, kia liền là, bọn họ khoảng cách Táng Cốt Lâu một đoàn người rất gần, nhưng đối phương nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy qua bọn họ tồn tại. Thật lâu, Tiêu Phàm đi theo Táng Cốt Lâu tu sĩ đi tới một mảnh thật lớn mộ viên. Trong mộ viên khắp nơi đều là mộ bia, liên miên thành núi. Tiêu Phàm thô sơ giản lược nhìn lướt qua, số lượng vượt xa dự liệu của hắn, vậy mà nhiều đến số lượng hàng trăm ngàn. Hơn nữa, hắn có thể nhìn ra, mảnh này mộ viên, đã kiến được khá nhiều năm rồi, cũng không phải Hề Vạn Lý vì lừa hắn mà làm giả làm ra. Còn phù hợp trong lòng ngươi đáp án, Hề Vạn Lý lại buồn bực một cái rượu, cười cười nói. Tiêu Phàm hai mắt có chút mỏi nhừ, nhìn thật sâu Hề Vạn Lý một cái, sau đó thở dài nói, Táng Cốt Lâu, không nghĩ tới táng chính là anh liệt chi cốt. Vậy cũng không nhất định, Hề Vạn Lý lại cười híp mắt nói, có lẽ táng chính là thái cổ đây. Tiêu Phàm toàn thân hơi rung, đột nhiên phát hiện, một bên cái này gầy đét lão đầu, trong nháy mắt trở nên hết sức thần bí. Đừng có đoán mò, ta tùy ý nói một chút mà thôi. Hề Vạn Lý lại đổi chủ đề. Nếp nhăn trên mặt đều chen một lượt, tiểu gia hỏa, cảm ơn người mấy tháng này bồi tiếp lão đầu tử nhặt xương cốt, lão đầu tử tạm thời liền không đi. Không đi, Tiêu Phàm sững sờ. Viên chủ, ngài cuối cùng trở về. Cũng đúng lúc này, nơi xa mấy bóng người bay vụt mà tới, đem Tiêu Phàm cùng Hề Vạn Lý vây ở trung ương. Viên chủ, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Hề Vạn Lý, gia hỏa này, chẳng lẽ là mảnh này mộ viên viên chủ. Kể từ đó. Vậy cái này tất cả, chẳng phải là hắn Hề Vạn Lý chủ đạo. Đều cút ngay cho ta, không thấy được lão đầu tử có khách quý sao. Hề Vạn Lý giận mắng một tiếng, một cỗ lực lượng vô hình từ trên người hắn bộc phát, vây quanh hắn người tất cả đều bị chấn động bay ra ngoài. Tiêu Phàm thấy thế, mãnh kinh, đây là cái gì thực lực? Phải biết, vừa mới vây quanh người, thế nhưng là có thượng phẩm pháp tôn, thậm chí thiên tôn cảnh tu sĩ a. Lại bị Hề Vạn Lý dễ dàng chấn khai, dạng này thực lực, làm sao cũng là thánh tổ cảnh a. Thế nhưng là, thái cổ một trận chiến, thánh tổ cảnh không phải tất cả đều vẫn lạc sao. Tiểu huynh đệ, lần đầu gặp mặt, đây là nguyên sơ thánh quả, bất thành kính ý. Ta đây có một chuôi hỗn độn kiếm thai, hy vọng tiểu huynh đệ không nên cự tuyệt. Không biết tiểu huynh đệ là viên chủ liên hệ thế nào, còn mời tiểu huynh đệ thay tại hạ nói tốt vài câu. Để viên chủ năng đủ thu ta làm đồ đệ. Tiêu Phàm còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, bên cạnh một chút tu sĩ trong nháy mắt bao vây mà lên, mà lúc này, Hề Vạn Lý đã không thấy bóng dáng. Hắn lúc này mới ý thức được, nguyên lai những người này đều là đến nịnh bợ Hề Vạn Lý. Không, chuẩn xác mà nói, là nịnh bợ mảnh này mộ viên chủ nhân, hắn có thể không tin, lão đầu kia thật là gọi Hề Vạn Lý. Chỉ là hồi tưởng một chút, lúc trước chính mình nói ra lão đầu tên thời điểm, lão đầu diễn kỹ có chút sốc nổi. Các vị yên tâm, tại hạ nhất định thay mọi người ở viên chủ trước mặt nói tốt vài câu. Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên, đem những người kia đưa ra đồ vật, tất cả đều bỏ vào trong túi. Nhìn xem trong càn khôn giới đồ vật, Tiêu Phàm âm thầm kinh hãi, giá trị của những thứ này, vượt xa hắn tưởng tượng. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tiêu Phàm trong lòng càng hiếu kỳ hơn. Lão nhân này, đến cùng là ai? Tiêu Phàm gạt mở đám người, hướng về mộ viên chỗ sâu bay đi, những người khác nhao nhao theo sau lưng, muốn đi theo hắn đi gặp viên chủ. Nhưng mà rất nhanh, đám người liền bị một đạo quang mang kết giới ngăn cản ở ngoài, cho dù là thiên tôn cảnh cường giả, cũng vô pháp tiến vào. Bất quá này cũng khó không được Tiêu Phàm, hắn mặc dù đánh mất không ít ký ức, nhưng như trước vẫn là cường đại trận pháp sư. Dù cho bốc lên tiếp tục sói mòn trí nhớ phong hiểm, hắn cũng muốn gặp Hề Vạn Lý, biết rõ ràng nơi này phát sinh tất cả.
chỉ thấy hắn bóp tay đánh ra một đạo thủ quyết, nhẹ nhàng điểm một cái, hư không lập tức xuất hiện một đạo khe hở, Tiêu Phàm thừa cơ lách mình mà ra, làm khe hở khép kín thời khắc, hắn đã xuất hiện trong kết giới. Những người khác nhìn thấy một màn này, tất cả đều kinh hãi không thôi. Đây chính là viên chủ lão nhân gia ông ta bố trí kết giới, người trẻ tuổi kia vậy mà như thế tùy tiện liền tiến vào. Xem ra, hắn cùng viên chủ quả nhiên có quan hệ lớn lao, viên chủ cho hắn tiến vào trận pháp phương pháp. Cầu cầu mong gì khác đúng rồi. Lần này, ta nhất định có thể đủ để viên chủ thu ta làm đệ tử. Liền bằng ngươi, ta thế nhưng là thượng phẩm pháp tôn, chỉ cần viên chủ thêm chút chỉ điểm, tất nhiên có thể đột phá thiên tôn cảnh, thậm chí không bao lâu liền có thể đạt tới thánh tổ. Đám người ngươi một lời, ta một câu. Nếu như những lời này để Hề Vạn Lý biết rõ, nhất định sẽ phun máu không thôi, hắn chỗ nào cho Tiêu Phàm tiến vào trận pháp phương pháp, rõ ràng là gia hỏa này cưỡng ép xé ra hắn trận pháp tốt ha. Tiêu Phàm cười híp mắt cùng chúng nhân nói đừng, hắn tốt xấu cũng thu đám người không ít đồ tốt, tự nhiên muốn thái độ tốt một chút. Ai, tiểu tử kia có ý tứ, thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra, Hề Vạn Lý. Cái tên này không sai, về sau lại đi du lịch nhân gian, lão đầu ta liền gọi cái tên này. Hề Vạn Lý lười biếng nằm ở một tòa cỏ tranh gian phòng, lung lay ghế bành. Hồi tưởng lại những ngày qua cùng Tiêu Phàm ở chung, hắn nội tâm cảm khái không thôi. Tiêu Phàm nhìn như cái gì đều không để ý, nhưng làm hắn biết mình bán anh liệt chi cốt đổi lấy tiền thưởng lúc, lại là cũng nhịn không được nổi giận. Người A, có thể cái gì đều không để ý, nhưng xác thực phải có điểm mấu chốt của mình. Hề Vạn Lý thưởng thức cười cười, ai, một lần này, lão đầu ta lại không thể rời đi. Lấy tiền bối thực lực, đi đâu không được sao. Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm đột ngột quanh quẩn ở Hề Vạn Lý trong tai. Hề Vạn Lý toàn thân chấn động, bỗng nhiên từ trên ghế bành đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn vô duyên vô cớ xuất hiện ở trước người mình Tiêu Phàm. Ngươi vào bằng cách nào? Hề Vạn Lý vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Phải biết, bên ngoài thế nhưng là có hắn bố trí trận pháp, đã đủ để ngăn chặn thiên tôn cảnh cường giả. Tiêu Phàm chỉ là một cái trung phẩm nguyên tôn cảnh tu sĩ mà thôi, lại làm sao có thể vào đến đây? Chính là như vậy tiến vào a. Tiêu Phàm nhún nhún vai, lờ đễnh nói, cái kia trận pháp, quá yếu. Quá yếu, Hề Vạn Lý khóe miệng giật một cái, đây chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp, làm sao lại quá yếu đây? Tiêu Phàm một bộ nhiệt tình bộ dáng, trực tiếp ở cái ghế bên cạnh ngồi xuống, nói, viên chủ tiền bối, người rốt cuộc là ai? Hề Vạn Lý nhún nhún vai, nói ta có thể là ai, còn không phải một cái trông coi mộ viên tao lão đầu, không có tiền uống rượu, liền đi bên ngoài đổi chút rượu tiền. Có đúng không? Tiêu Phàm hiển nhiên không tin, phất tay, vô số kỳ chân dị quả bày trên bàn, nói, những cái này, là bên ngoài những người kia đưa, bởi vì bọn hắn cho là ta quan hệ với ngươi không sai. Phía sau lời nói Tiêu Phàm không có nói tiếp, một cái cùng hắn quan hệ không tệ người, những người kia đều hận không thể trông nom việc nhà làm đưa cho hắn, nơi này tùy tiện một khỏa trái cây, liền có thể đổi vô số rượu ngon. Hắn Hề Vạn Lý sẽ kém tiền thưởng, bất kể như thế nào, Tiêu Phàm tự nhiên là không tin. Cũng không đợi Hề Vạn Lý mở miệng, Tiêu Phàm đột nhiên đứng dậy, dẫn đầu hướng về bên ngoài mộ viên đi đến. Lúc này, Tiêu Phàm ở một tòa đỉnh núi cao ngừng lại, nơi này chỉ lập một tòa phần mộ, nhưng mà, phần mộ phía trên lại chỉ viết ba chữ táng chi mộ. Không sai, đây là hắn mộ huyệt, hắn giáng lâm thái cổ, biết rõ hắn tồn tại người, không cao hơn một tay, há lại sẽ có người thay hắn lập bia. Ngươi xác định ngươi kêu táng. Hề Vạn Lý đột nhiên thần sắc cứng lại, vẻ mặt trịnh trọng nhìn xem Tiêu Phàm, đáy mắt chỗ sâu lại là vẻ không tin. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhưng mà Hề Vạn Lý lại là thử thăm dò nói, thần vô tận là gì của ngươi? Ta nhị đệ, Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, như thực nói ra, hắn không có nói láo, cũng không có cần phải nói láo. Có thể cho hắn lập bia, trừ bỏ thần vô tận, cũng chỉ có Tử Vũ. Hề Vạn Lý thần sắc hơi hơi kinh ngạc, nhìn qua trước mắt mộ bia, đắng chát cười nói, lão đầu ta, bình thường thánh tổ đều biết, làm sao cũng không nghĩ đến gọi táng, dĩ nhiên là ngươi cái này nguyên tôn cảnh. Làm sao, ngươi xem không nổi nguyên tôn cảnh sao? Tiêu Phàm liếc Hề Vạn Lý một cái. Nói thật, ngươi xác thực vượt qua ta ngoài ý muốn. Hề Vạn Lý lắc đầu, nói, ngươi có biết,
thần vô tận, đã đột phá thánh tổ cảnh. À, Tiêu Phàm lắc đầu, điểm này, hắn thật vẫn không biết, lúc trước hắn đã hôn mê một đoạn thời gian rất dài. Có lẽ, thần vô tận liền là ở hắn trong lúc hôn mê, đột phá thánh tổ cảnh. Đại khái ngàn năm trước đó à, Hề Vạn Lý nhớ lại nói, lúc trước thái cổ thần giới phá toái, chia ra làm 20, trên phiến đại lục này sinh linh, cơ hồ toàn bộ chấn choáng, về sau mới chậm rãi thức tỉnh. Hiện tại thần vô tận, chính là Tu La tộc tộc trưởng, người không đi tìm hắn sao? Không đi, Tiêu Phàm lắc đầu, nhìn qua dưới chân vô tận mộ viên, hồi lâu mới nói, Hề lão, Hề Vạn Lý không phải tên của ngươi à. Lão giả gật đầu cười, ta sống quá dài, sống chính mình cũng quên tên của mình, Hề Vạn Lý cái tên này rất tốt. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người ghét bỏ bản thân sống quá lâu. Bất quá, ta xem thủ mảnh này mộ viên cũng có 3.000 năm, bọn họ đều gọi ta lão nhân coi mộ, ta cảm thấy cái tên này cũng không tệ. Lão giả lơ đễnh nói. Khoảng cách thái cổ thần giới vỡ nát, qua bao lâu? Tiêu Phàm hỏi. Đại khái 5.000 năm a. Lão nhân coi mộ cười cười, lộ ra một ngụm răng vàng khè, nói, mảnh này mộ viên, chính là 3.000 năm trước bắt đầu xây, thần vô tận xem như một cái chủ đạo người. Quỷ chủ, kiếm chủ, yêu chủ, tu la tổ ma, thời không lão nhân cùng luân hồi lão nhân đây. Thật chẳng lẽ chết hết? Tiêu Phàm cau mày hỏi. Ta cũng không biết, ai ngờ, lão nhân coi mộ lại là bất đắc dĩ thở dài, đoán chừng là chết a, đáng tiếc lão đầu ta, muốn chết không cho ta đi. Bọn họ không biết, sống sót mới là thống khổ nhất. Tiêu Phàm nghe vậy, cổ quái nhìn lão nhân coi mộ một cái, gia hỏa này khẩu khí không nhỏ a. Đúng rồi, yêu chủ, kiếm chủ, cùng quỷ chủ bọn họ chôn ở chỗ nào? Tiêu Phàm lại hỏi. Quỷ chủ cùng kiếm chủ thi cốt ta chưa từng tìm tới, bọn họ tự bảo, cái gì đều không còn lại. Lão nhân coi mộ lắc đầu, bất quá yêu chủ ta ngược lại thật ra biết rõ, ta đem hắn cùng hắn người táng ở cùng nhau. Ở đâu? Tiêu Phàm nghe vậy, không chút nghĩ ngợi hỏi. Yêu mộ phần, lão nhân coi mộ như có điều suy nghĩ nhìn Tiêu Phàm một cái, suy nghĩ một chút vẫn là nói ra. Hắn không biết Tiêu Phàm vì sao như thế tha thiết, bất quá nhưng hắn có thể cảm nhận được, Tiêu Phàm có một khỏa chân thành tâm. Tiểu tử, ngươi sẽ không có ý đồ với bọn họ à, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng, cho dù là bọn họ chết rồi, cũng không phải ai cũng có thể xâm phạm. Lão nhân coi mộ ý vị thâm trường khuyên nói một câu. Tiêu Phàm ngược lại là không chút nào để ý, coi như hắn nghĩ, hắn cũng không dám a. Những cái kia lão bất tử, rõ ràng đều không có chết, bản thân nếu đi vào, không phải muốn chết sao? Bọn họ không phải hẳn là chôn ở vạn cổ hung phần sao? Tiêu Phàm có chút hiếu kỳ hỏi. Yêu mộ phần, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, hơn nữa hậu thế cũng không có cái gì yêu mộ phần nói chuyện. Lão nhân coi mộ cổ quái nhìn Tiêu Phàm một cái gì gọi là bọn họ hẳn là chôn ở vạn cổ hung phần, bọn họ đều đã chết, chẳng lẽ còn có thể tự mình lựa chọn chôn địa phương sao? Tiêu Phàm không nói, hắn cũng không thể nói cho lão nhân coi mộ, mình là tương lai người a. Hơn nữa, dù cho hắn nghĩ nói, cũng nói không nên lời. Người nói, bọn họ tương lai có thể hay không phục sinh? Trầm ngâm nửa ngày, Tiêu Phàm tiếp tục hỏi. Lão nhân coi mộ trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, lờ đễnh cười nói chết như thế nào lại phục sinh đây? Ngươi cho rằng là lão đầu ta, muốn chết đều chết không được. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái này lão nhân coi mộ, làm sao như vậy ưa thích khoác lác đây? Bất quá Tiêu Phàm lại là xác định, không chỉ có yêu chủ không có chết, hơn nữa cửu u quỷ chủ cùng tu la tổ ma cũng không có chết. Thậm chí ngay cả thời không lão nhân cũng còn sống. Chỉ có kiếm chủ cùng luân hồi lão nhân, Tiêu Phàm ở đời sau không chút nghe nói qua. Tiêu Phàm cũng không có tiếp tục hỏi thăm, hắn ẩn ẩn đoán được, lão nhân coi mộ biết rõ rất nhiều bí mật, chỉ là hắn không muốn nói mà thôi. Lão gia hỏa này rõ ràng là thánh tổ cảnh giới, lại không có tham dự lần trước một trận chiến, rõ ràng là cố ý lưu lại. Chỉ là Tiêu Phàm không hiểu là, lão nhân coi mộ đến cùng ở bảo vệ gì đây? Tiền bối, bây giờ thái cổ thần giới trùng kiến, ngài cái này đường đường thánh tổ, chẳng lẽ liền thủ tại chỗ này sao? Tiêu Phàm nhìn thật sâu lão nhân coi mộ một cái. Lão đầu tử khác không có năng lực, chỉ có thể ngồi chờ chết. Lão nhân coi mộ thở dài,
bây giờ thiên hạ, là những người tuổi trẻ các ngươi. Tiêu Phàm rất muốn hành hung lão nhân coi mộ một trận, bất quá nghĩ nghĩ, đối phương thổi khẩu khí đều có thể giết chết bản thân, hắn cũng chỉ có thể đến đây thì thôi. Sau đó lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu, Tiêu Phàm lúc này mới rời đi. Lão nhân coi mộ cũng không có giữ lại, thẳng đến Tiêu Phàm rời đi, hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm rời đi phương hướng, không biết đang suy nghĩ gì. Có ý tứ, vẫn còn có ta nhìn không thấu người, người này, không đơn giản a. Lão nhân coi mộ thật dài thở dài, lại nằm ở hắn trên ghế bành, một bộ dáng vẻ chờ chết. Sau đó lại oán trách một câu, các ngươi ngược lại là chết thống khoái, lại đáng thương lão già ta. Nếu như Tiêu Phàm nghe nói như thế, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, lão đầu tử này, vậy mà tại thật nghĩ đến làm sao đi chết. Tiêu Phàm rời đi mộ viên, thần sắc có chút mê mang. Thần vô tận trở thành Tu La tộc tộc trưởng, hắn cũng không muốn đi qua tìm hắn. Hắn trở lại thái cổ, chỉ muốn tìm càng nhiều chân tướng. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Tiêu Phàm phát hiện, bản thân càng ngày càng mê mang. Mặc dù ký ức hiện tại chạy mất rất chậm, nhưng cũng không có hoàn toàn đình chỉ, cũng không biết bao lâu về sau, hắn liền sẽ triệt để quên bản thân. Hiện tại duy nhất có thể làm, liền là ở bản thân triệt để quên trước đó, lý giải càng nhiều tin tức hơn. Chớp mắt đi qua một vạn năm, Tiêu Phàm cơ hồ đi khắp thái cổ thần giới mỗi một cái góc, hiện tại thái cổ thần giới, vẫn như cũ so hậu thế phải lớn rất nhiều. Hắn lấy đủ loại thân phận thể nghiệm qua không giống nhau sinh hoạt, chưa từng có ở thời không chi hà bên trong nổi lên bất luận cái gì bọt nước. Dài nhất địa phương, hắn đợi qua 50 năm thời gian, nhưng rất nhanh liền bị người quên. Tiêu Phàm cảm giác thời gian cực kỳ dài lâu, vạn năm thời gian thực sự quá lâu đời. Hắn không biết làm sao trở lại hậu thế, cuộc sống như vậy, còn không biết phải qua bao lâu. Trong lúc đó, hắn tu vi nhiều lần muốn đột phá, đều bị hắn áp chế một cách cưỡng ép. Nhưng linh hồn chi lực, lại bất kể như thế nào đều áp chế không nổi. Hiện tại, Tiêu Phàm linh hồn chi lực, đã đột phá đến thiên tôn cảnh, khoảng cách nửa bước thánh tổ cũng chỉ có cách xa một bước, đây là hắn áp chế kết quả. Bằng không mà nói. Hắn đoán chừng hiện tại chỉ ít đều là nửa bước thánh tổ cảnh linh hồn chi lực. Trong lúc đó, thái cổ thần giới toát ra rất nhiều yêu nghiệt, Tiêu Phàm chính mắt thấy bọn họ trưởng thành. Chớp mắt vạn năm, Tiêu Phàm nhìn hết Thương Hải Tang Điền, hắn không còn hành tẩu mang hoang đại địa, mà là lựa chọn địa phương ẩn cư lại. Hắn đang chờ đợi một cái cơ hội, một cái có thể trở lại đời sau cơ hội. Vạn năm, không biết hậu thế như thế nào. Tiêu Phàm ngồi ở một gốc lão thụ phía dưới, hai mắt khép hờ, lộ ra tuổi già sức yếu, thật dài thở dài. Hắn trở lại quá khứ, cũng không biết đời sau thời gian phải chăng còn đang trôi qua, nếu như là một mà nói, hắn đoán chừng đã bỏ qua rất nhiều. Dị ma xâm lấn sao? Thái cổ thần giới còn tồn tại hay không? Lão sư, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này, một bên một cái mười mấy tuổi thiếu niên đi tới, thay Tiêu Phàm xoa bả vai. Thiếu niên người mặc vải thô áo, một đôi đen nhánh giống như bảo thạch lau miệng sáng ngời có thần, một đôi mày kiếm lộ ra mấy phần lăng lệ, đồng thời, có đối cái này ngoại giới chờ mong. Thiếu niên tên là Cửu Thiên, là Tiêu Phàm đi ngang qua thời khắc, từ trong vũng máu cứu lên đến. Tiêu Phàm nguyên bản cho là mình đã nhìn thấu thế gian tất cả, mình cũng đầy đủ máu lạnh, nhưng cuối cùng hắn phát hiện, bản thân còn chưa đủ vô tình. Đã nói xong không thay đổi lịch sử. Cuối cùng nhìn xem không giúp thiếu niên, hắn vẫn là vươn viện trợ tay. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, 5 năm trước, tuổi gần 8 tuổi thiếu niên tự tay chôn giấu lấy bản thân chết đi phụ mẫu, biểu tình kiên nghị, lại chưa từng lưu lại một giọt nước mắt. Khi thiếu niên cầm một chuôi đoạn nhận, một thân một mình xông vào mã tặc bên trong, muốn thay hắn chết đi phụ mẫu báo thù thời điểm, Tiêu Phàm bình tĩnh tiếng lòng rốt cục có chỗ xúc động. Hắn cứu lên thiếu niên, dạy hắn biết chữ. Dạy hắn làm người, nhưng xưa nay không có ý định dạy hắn bước vào võ đạo. Tiêu Phàm không nghĩ, viên kia thuần túy tâm, bị cừu hận che đậy. Nhưng hắn biết rõ, thiếu niên thường xuyên vụng trộm chạy tới cách vách võ đường học trộm. Cửu Thiên, vẫn luôn chưa từng buông tha võ đạo. Cửu Thiên, người nghĩ học võ sao? Tiêu Phàm sờ lên Cửu Thiên đầu, cưng chiều cười nói. Cửu Thiên ánh mắt tỏa sáng, phù phù một tiếng quỳ ở trước mặt Tiêu Phàm. Kiên nghị nói, lão sư, ta muốn học võ.
ngươi học võ muốn làm cái gì? Tiêu Phàm cười cười. Mạnh lên, bảo hộ ta cần bảo hộ người. Cửu Thiên hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm nhìn thật sâu Cửu Thiên một cái, nếu như Cửu Thiên nói muốn báo thù, hắn đã chuẩn bị từ bỏ dạy hắn học võ ý nghĩ. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Cửu Thiên vậy mà nói ra dạng này đáp án. Cửu Thiên, người còn nhỏ, không nên bị cửu hận che đậy. Tiêu Phàm thở dài, kể từ hôm nay, ta dạy cho ngươi học võ, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Lão sư mời nói, Cửu Thiên cung kính cúi đầu. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn thương khung, trầm ngâm nửa ngày mới trịnh trọng nói, Cửu Thiên, ta không hy vọng xa vời ngươi có thể trừ bạo giúp kẻ yếu, nhưng võ giả, không thể ỷ mạnh hiếp yếu. Cần tuân lão sư dạy bảo, Cửu Thiên sắc mặt vui vẻ, nói, từ nay về sau, ta không lại kêu Cửu Thiên, gọi đấu thiên, võ giả, vốn là cùng người đấu, đấu với trời. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Cửu Thiên một cái, hắn thật không nghĩ tới, một cái 13 tuổi thiếu niên, sẽ có giác ngộ như vậy. Hắn biết rõ, dù cho bản thân không dạy hắn tập võ, Cửu Thiên, không, đấu thiên tương lai cũng sẽ chán phóng hào quang chói sáng. Bởi vì hắn sớm liền nhìn ra, đấu thiên thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, hắn huyết mạch bên trong, ẩn chứa vô tận lực lượng. Bắt đầu từ hôm nay, ta dạy cho ngươi tu luyện. Tiêu Phàm cười cười. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tiêu Phàm kiên nhẫn dạy đấu thiên tập võ, đấu thiên cũng không nhường hắn thất vọng. Tu võ 2 năm, tuổi gần 15 tuổi đấu thiên, đột phá chiến vương cảnh. 18 tuổi, đột phá chiến đế. 21 tuổi. Bước qua chiến thánh gông cùng xiềng xích, đột phá chiến thần. Một ngày này, Tiêu Phàm tìm đến đấu thiên vẻ mặt cung kính đứng ở Tiêu Phàm sau lưng. Nguyên bản hắn cho rằng Tiêu Phàm chỉ là một người bình thường, có thể theo hắn đột phá cảnh giới càng cao hơn, mới biết được Tiêu Phàm sâu không lường được. Dù cho hắn bây giờ đạt đến chiến thần cảnh, cũng nhìn không thấu Tiêu Phàm mảy may, đấu thiên đối Tiêu Phàm cũng càng ngày càng cung kính. Đấu thiên, ngươi nói. Tu võ là vì cái gì? Tiêu Phàm lại hỏi ra mấy năm trước vấn đề kia. Đấu thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn không hiểu Tiêu Phàm vì sao lại hỏi vấn đề như vậy. Nghĩ nghĩ, đấu thiên nói ra, bảo hộ lão sư, còn có về sau cần ta bảo vệ người. Tiêu Phàm nhu hòa cười một tiếng, lấy hắn linh hồn lực lượng, tự nhiên có thể nhìn ra, đấu thiên không có nói láo. Lão sư hiện tại không cần ngươi bảo hộ, Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười cười. Nói, đấu thiên, hy vọng ngươi về sau cũng có thể không quên sơ tâm. Đấu thiên nghe nói như thế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lão sư, ngài muốn đi sao? Hai tử, thiên hạ không có tiệc không tan. Tiêu Phàm sờ lên đấu thiên đầu, sau đó trong nháy mắt một điểm, nói, đây là vi sư vì ngươi sáng tạo công pháp, vẫn chưa hoàn thiện, đường sau này, cần chính ngươi đi. Ghi nhớ lão sư giáo huấn. Đấu thiên hai mắt hơi nước bốc hơi. Phù phù một tiếng quỳ ở trước mặt Tiêu Phàm, cho Tiêu Phàm trọng trọng đập cái cốc đầu. Nhưng mà, khi hắn ngẩng đầu thời khắc, Tiêu Phàm đã không thấy thân ảnh. Lão sư, ngài yên tâm, đấu thiên nhất định sẽ không ngừng mạnh lên, tương lai có đủ thực lực, có thể bảo hộ lão sư. Đấu thiên sấy khô trong mắt nước mắt, vẻ mặt kiên nghị nói. Tiêu Phàm rời đi, không phải hắn không muốn dạy đấu thiên, mà là hắn biết rõ, mình nếu là tiếp tục ở tại đấu thiên bên người. Hắn ký ức liền muốn hoàn toàn biến mất. Hắn tìm một cái hiếm chỗ không có người ở ẩn cư, lại cũng không hỏi thế sự. Đã từng nhiều lần, Tiêu Phàm muốn gặp thần vô tận cùng lão nhân coi mộ, cuối cùng đều từ bỏ. Thời gian trôi qua, Tiêu Phàm đã không biết qua bao lâu. Có lẽ vài vạn năm, có lẽ mấy chục vạn năm. Hắn phong ấn bản thân, có thể linh hồn chi lực vẫn như cũ không ngừng đột phá, đạt đến thánh tổ chi cảnh. Thánh tổ, thiên địa cao cấp nhất tồn tại. Nhưng chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm chẳng những cao hứng không nổi, ngược lại lo lắng. Một ngày này, thiên địa một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm bị bừng tỉnh, hắn mở hai mắt ra, dường như xem thấu thiên địa, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào một chỗ trên chiến trường. Nơi đó, một tôn mấy ngàn trượng cao cự nhân, một bàn tay hung hăng đánh ra, vô số tu sĩ bị đánh thành thịt nát. Ma tộc lại xâm lấn sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia mấy ngàn trượng cao cự nhân thân phận, chính là Cửu U Ma chủ nhi tử, Hoang Ma. Hắn nhớ mang máng, Hoang Ma cùng ma tộc đại chiến, cuối cùng bị ma tộc chém rụng đầu,
đầu một nơi thân một nẻo. Hoang cổ đại kiếp lại muốn tới sao? Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói. Lại một lần đại kiếp sắp tới. Đáng tiếc, hắn vẫn như cũ chỉ có thể làm một cái người đứng xem. Dù cho hắn hiện tại tham dự, cũng không thay đổi được cái gì, dù cho hắn linh hồn lực lượng đạt đến thánh tổ chi cảnh. Tiêu Phàm thở sâu, tại chỗ biến mất, không bao lâu, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở một nơi mênh mông mộ viên vị trí. Người đã đến, một tiếng khẽ nói từ mộ viên cỏ tranh phòng truyền đến, lại là lão nhân coi mộ xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, một lần này, hắn nhìn về phía lão nhân coi mộ, cũng không có trước đó như vậy kinh hãi, 100 vạn năm tuế nguyệt, hắn sớm đã tâm như chỉ thủy. Hoang cổ đại kiếp, người không ra thêm chút sức sao? Lão nhân coi mộ cười nhìn lấy Tiêu Phàm. Hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra Tiêu Phàm tu vi, vẫn như cũ chỉ là trung phẩm nguyên tôn. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, hắn biết rõ, Tiêu Phàm không đơn giản, một cái có thể từ thái cổ sống đến bây giờ người, lại làm sao có thể một mực dừng bước tại trung phẩm nguyên tôn cảnh đây. Chúng ta địch nhân, không phải là ma tộc, đúng không? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Những năm này, Tiêu Phàm cũng ẩn ẩn đoán được một vài thứ, chỉ là trong lòng không có chân chính đáp án. Lão nhân coi mộ không nói, trầm ngâm hồi lâu mới nói, chúng ta hẳn không phải là địch nhân, đúng không? Không phải, Tiêu Phàm cho một cái trả lời khẳng định. Vậy là tốt rồi, lão nhân coi mộ lộ ra một ngụm răng vàng khè. Làm sao, ta rất đáng sợ sao? Tiêu Phàm cười một tiếng, lão bất tử này, không phải thời khắc đều đang muốn chết sao, làm sao có chút sợ chính mình ý tứ đây? Thần vô tận đại ca, cái danh hiệu này, liền đầy đủ đáng sợ. Lão nhân coi mộ cười cười, bất quá, thần vô tận sao không biết rõ ngươi còn sống. Ngươi không đi tìm hắn lại có thể thế nào? Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, hắn cuối cùng chỉ là lịch sử người đứng xem, lại không thể nhúng tay trong đó. Hắn không biết, nếu như chính mình triệt để quên đi bản thân, sẽ trở thành tình trạng gì? Vạn nhất trở thành tự tay hủy đi thái cổ thần giới người đâu? Trước kia hắn, có lẽ còn không có nói lời này lực lượng. Nhưng là bây giờ, một khi hắn triệt để quên bản thân, có lẽ sẽ trở thành người như vậy. Ngươi lại vì sao không xuất thủ, không phải vẫn luôn muốn tìm cái chết sao? Hiện tại ma tộc xâm lấn, không phải là một cái cơ hội. Tiêu Phàm trêu ghẹo nhìn xem lão nhân coi mộ. Ta là muốn chết à? Lão nhân coi mộ thở thật dài một cái, thật có chút người sẽ không để cho ta đi chết, ta nếu là chết, còn có ai có thể cho bọn hắn nhặt xác đây? Cũng đúng. Người thế nhưng là thủ mộ, Tiêu Phàm gật đầu một cái. Hai người không nói nữa, đồng thời nhìn về phía trên trời cao, nơi đó, một đầu u sâm thông đạo thông hướng khác một phiến thời không. Thông đạo tứ phương, khắp nơi đều là thi thể, máu nhuộm thương khung. Đại địa phía trên, cảnh hoang tàn khắp nơi, hiển nhiên đã trải qua một trận tuyệt thế đại chiến. Hoang ma hóa thân cự nhân, đại sát tứ phương, máu nhuộm càn khôn. Hắn lấy sức một mình, cuồng sát 7 ngày 7 đêm, chết ở trong tay hắn dị ma đếm không hết. Cũng coi như hoang ma sắp sát nhập vào ma tộc thông đạo, đem tất cả ma tộc trục xuất thái cổ thần giới thời khắc, dị biến bỗng phát sinh. Chỉ thấy một cổ khí tức cuồng bạo từ ma tộc thông đạo bên trong giết ra, trong đó có mấy đạo cuồng bạo khí tức, vậy mà không kém gì hoang ma bao nhiêu. Tiêu Phàm biết rõ, hoang ma tận thế muốn tới. Bất quá hắn không có lo lắng. Ngược lại hỏi, đúng rồi, thần vô tận đây. Lão nhân coi mộ cổ quái nhìn Tiêu Phàm một cái, hồi lâu mới nói, thần vô tận, chết. Đã chết rồi sao? Tiêu Phàm nhíu mày, cũng không có nửa điểm thương tâm, mà là có chút ngoài ý muốn. Thần vô tận, sớm tại mấy vạn năm trước liền đã đột phá thánh tổ cảnh, bây giờ số 100 vạn năm trôi qua, cho dù không được đỉnh cấp thánh tổ, vậy cũng không sai biệt lắm. Cho dù ma tộc xâm lấn, hắn cũng không phải dễ dàng chết như vậy mới đúng. Phải biết, hiện tại thái cổ thần giới đều bình an vô sự, thần vô tận lại làm sao có thể chết sớm như vậy đây? Tiêu Phàm nhìn qua cái kia u sâm ma tộc thông đạo, ẩn ẩn đoán được cái gì? Chết rồi, hắn xông vào ma tộc thông đạo, cùng mấy cái ma tổ đồng quy vu tận. Lão nhân coi mộ trả lời một câu, còn có một cái gọi Tử Vũ, cũng vọt vào theo. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Nếu như hắn không phải từ hậu thế đến, tất nhiên sẽ rất thương tâm. Nhưng hắn biết rõ,
thần vô tận cùng tử vũ, hẳn là không chết. Ai, lão đầu tử khổ a, muốn chết đều chết không được. Lão nhân coi mộ vừa dài thán một tiếng, một bộ thiếu ăn đòn dáng vẻ. Tiêu Phàm trong lòng hung hăng co lại, lão già này, thật nên một bàn tay giết chết hắn. Ầm ầm, tiếng vang ầm ầm phá vỡ Tiêu Phàm suy nghĩ, hắn nhìn thấy trên bầu trời hoang ma, một quyền đánh bể một cái ma tổ, chỉ bất quá hắn cũng bị mặt khác ma tổ oanh sát, thụ thương thảm trọng. Cứ tiếp như thế, hắn tất nhiên không kiên trì được bao lâu. Tiêu Phàm quét mắt tứ phương, lại là không có gặp Tu La tộc, chẳng lẽ Tu La tộc toàn bộ diệt vong sao? Không cần tìm, thần vô tận trước khi chết, để Kim Tu La nhất tộc tiến nhập yêu mộ phần, à đúng rồi, là vạn cổ hung phần. Lão nhân coi mộ như có điều suy nghĩ nhìn Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm xem như không nghe thấy, nghĩ đến lão bất tử này, đã đoán được bản thân một số bí mật. Hắn Tiêu Phàm cũng không phải thầy tướng số, sẽ không bấm đốt ngón tay, nếu như hắn không phải từ hậu thế đến, lại làm sao có thể biết rõ yêu mộ phần đổi thành vạn cổ hung phần đây. Thần vô tận cùng tử vũ tại thượng cổ đại kiếp về sau lại xuất hiện qua, hắn chết hẳn là giả, muốn che giấu một ít người dò xét, về phần Kim Tu La tộc bầy bố, hẳn là hắn hiện tại bố trí tốt. Tiêu Phàm trong lòng chiếm được đáp án. Kể từ đó, Kim Tu La tộc hẳn là cũng có cái kia huyết sắc thạch môn. Huyết sắc thạch môn bên trong, hẳn là cũng có thần vô tận một bộ phân thân, lưu lại thời không tinh xa. Vậy mình tiến vào cái kia huyết sắc thạch môn, phải chăng có thể trở lại hậu thế đây? Khả năng này rất lớn. Nhưng sau đó Tiêu Phàm lại hủy bỏ loại này ý nghĩ, thần vô tận hẳn là không biết mình là từ hậu thế đến, hắn lại làm sao có thể lưu lại thời không tinh xa. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi liếc lão nhân coi mộ một cái. Người khác không biết, có thể lão gia hỏa này khẳng định đoán được một chút, chẳng lẽ những bố trí kia, cùng lão gia hỏa này có quan hệ. Ngươi nhìn lấy ta làm gì? Muốn đánh chết ta sao? Lão nhân coi mộ vẫn như cũ một bộ thiếu ăn đòn bộ dáng, ra vẻ sợ hãi, lui về phía sau mấy bước. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, lão gia hỏa này, còn nói không sợ chết, nếu là thật sự không sợ chết, vậy liền để ta đánh chết ngươi a. Tiêu Phàm trầm ngâm thời khắc, thiên khung bỗng một tiếng nổ vang, trên trời rơi xuống huyết vũ. Thánh tổ vẫn lạc, thiên địa buồn phiền. Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy, hoang ma bị một cái ma tộc ma tổ chém nứt đầu, máu tươi bạo xái hư không. Nhưng dù cho như thế, hoang ma thân thể, vẫn như cũ đại sát tứ phương. Cuối cùng, mấy tôn ma tộc ma tổ liên thủ phong ấn hoang ma thân thể, cái kia nắm lấy hoang ma đầu ma tộc, càng là muốn đem hoang ma đầu đưa vào ma tộc thông đạo. Nhưng mà lúc này, lại có ba đạo máu me đầm đìa thân ảnh từ ma tộc thông đạo bên trong giết ra, liên thủ đem cái kia ma tộc cường giả oanh sát mà quay về. Phía sau bọn họ, cũng đi theo mấy cái ma tộc ma tổ. Hoang ma đầu ném hư không, sau đó bị mấy cái kia ma tộc cường giả bắt lấy, xé mở hư vô, không chút do dự trốn vào trong đó. Đó là vạn cổ hung phần, Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Hắn nhớ kỹ, hoang ma đầu chính là bị phong ấn ở vạn cổ hung phần bên trong, chẳng lẽ chính là như vậy bị phong ấn? Nhưng hậu thế không phải nói, hoang ma lấy lực lượng một người độc chiến ma tộc, về sau thể lực chống đỡ hết nổi, mới bị phân thây sao? Mà bây giờ xem ra, hoang ma không phải một mình chiến đấu, nhân tộc cùng yêu tộc, còn có không ít cường giả. Hoang ma chẳng qua là trấn thủ thái cổ thần giới người cuối cùng mà thôi. Những người khác, sớm đã ở ma tộc thông đạo mở ra thời điểm, chủ động sát nhập vào ma tộc thông đạo bên trong, bọn họ không muốn để cho thái cổ thần giới trở thành chiến trường. Đúng, lão nhân coi mộ híp híp hai mắt, không biết đang đợi cái gì. Ba người kia là ai? Tiêu Phàm ngưng tiếng hỏi, một người trong đó, hắn ẩn ẩn cảm giác có chút quen thuộc, nhưng bất kể như thế nào đều nghĩ không ra. Ma chủ, Minh Vương, Đấu Thiên, lão nhân coi mộ thở sâu. Lão gia hỏa này nhìn như rất nhẹ nhàng, nhưng Tiêu Phàm lại có thể cảm nhận được hắn khẩn trương, hai tay nắm đấm nắm chặt, kém chút lõm vào lòng bàn tay. Đấu Thiên, Tiêu Phàm hơi sững sờ. Hắn lúc này mới ký ức, bản thân năm đó giống như thu một thiếu niên, cũng gọi là Đấu Thiên, chỉ là không biết có phải hay không cái này. Ngươi biết, lão nhân coi mộ có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này có thể khó lường, một mình sáng tạo đấu chiến huyết mạch, bọn họ mạch này,
danh xưng đấu chiến thánh tộc, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng từng cái chiến lực bất phàm. Đấu chiến thánh tộc, Tiêu Phàm có chút giật mình, phải biết, đời sau đấu chiến thánh tộc, thế nhưng là danh xưng thái cổ thần giới mạnh nhất huyết mạch. Cho dù là Tu La tộc, bàn về một cái chiến lực, cũng không bằng đấu chiến thánh tộc. Đấu chiến thánh tộc dĩ nhiên là truyền thừa từ hoang cổ, chỉ là không biết, lập nên đấu chiến thánh tộc cái này đấu thiên, có phải hay không lúc trước cái kia đấu thiên. Nếu như là, vậy hắn Tiêu Phàm chẳng phải là vô tâm trồng liễu liễu thành ấm, lại tham dự hoang cổ sự tình. 89/10 là cái kia đấu thiên, khó trách trí nhớ của ta, chạy mất càng lúc càng nhanh. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, cái này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Không biết, Tiêu Phàm lắc đầu. Có đúng không, lão nhân coi mộ nửa tin nửa ngờ, lại nói, nếu như cho đấu thiên đầy đủ thời gian, có lẽ cũng không phải là hiện tại phen này cục diện. Dừng một chút, hắn lại nói, bây giờ là một thiên tài xuất hiện lớp lớp thời đại, trừ bỏ đấu thiên, đời này ma chủ cùng Minh Vương, cũng đều là nhân vật hung ác, ma chủ từ xuất thế bắt đầu, chuyên lấy ma tộc huyết nhục làm thức ăn. Hắn tu luyện ma tộc phương pháp, thành tựu hôm nay tu vi, càng là sáng tạo ra đại ma thiên khuyết, đúng rồi, hắn vẫn là cửu u quỷ chủ đệ tử, cũng coi là hoang ma sư đệ. Tiêu Phàm sững sờ, nói như vậy, mình cùng ma chủ cũng có một chút quan hệ. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, ma chủ cũng coi là Diệp Thi Vũ sư huynh. Bất quá, hắn lấy ma chế ma, lấy ma sát ma, cũng coi là độc thành nhất mạch, thành tựu không thua hắn sư tôn. Lão nhân coi mộ trên mặt đều là vẻ hân thường. Cái kia Minh Vương đây, Tiêu Phàm hiếu kỳ nói. Gia hỏa này cũng vô cùng không được. Lão nhân coi mộ trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, hít sâu một cái nói, hôm nay thiên hạ, cùng sở hữu 9 đại thể chất, ngươi hẳn biết chứ. Tiêu Phàm gật gật đầu, hoang cổ 9 đại cổ thể, cho dù là hậu thế, cũng cực kỳ nổi danh, hắn nghĩ không biết cũng khó khăn. Minh Vương lấy 9 đại thần thể tinh hoa, sáng tạo ra đệ thập thể, thần ma cấm kỵ thể. Lão nhân coi mộ ngữ không kinh chết người không thôi nói. Thần ma cấm kỵ thể. Tiêu Phàm kinh ngạc hết sức, phải biết, dù cho Tu La truyền thừa bên trong, cũng không có ghi chép loại này thể chất. Hậu thế, càng là chỉ có hoang cổ 9 đại cổ thể, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua cái gì thần ma cấm kỵ thể. Ba người bọn họ, có thể đánh lui ma tộc sao? Tiêu Phàm lại nhìn về phía lão nhân coi mộ, nếu như ma tộc công chiếm thái cổ thần giới, đây chính là nhân tộc cùng yêu tộc ác mộng. Bất quá, Tiêu Phàm rất nhanh liền phát hiện. Bản thân một hỏi này xem như hỏi không. Nếu như ma tộc thắng, cái kia hậu thế căn bản cũng không có loạn cổ, viễn cổ cùng thượng cổ, thậm chí, hắn đều khả năng không tồn tại. Nghĩ vậy, hắn lại yên tâm không ít. Lo lắng duy nhất là, bản thân có vẻ như lại nhúng tay hoang cổ sự tình, không biết có thể hay không cải biến một chút tương lai. Nghĩ thắng, quá khó khăn. Lão nhân coi mộ bất đắc dĩ thở dài, sau đó con ngươi lại trở nên vô cùng kiên định. Bất quá, bọn họ cũng sẽ không thua. Tiêu Phàm sững sờ, người còn nói bọn họ không thắng được, còn nói không thua được, đây là ý gì? Bất quá hắn không có tiếp tục hỏi thăm, mà là nhìn chằm chằm ma tộc thông đạo. Đấu thiên, Minh Vương cùng ma chủ ba người, điên cuồng công kích ma tộc thông đạo. Hiển nhiên, bọn họ cũng tự biết không phải ma tộc đối thủ, thật sự là ma tộc cường giả nhiều lắm. Như thế tiếp tục đánh, bọn họ nhất định sẽ bị mài chết. Hiện tại duy nhất có thể làm, chính là đánh vỡ ma tộc thông đạo, ngăn cản ma tộc cường giả trợ giúp, đây là bọn hắn duy nhất cơ hội sống sót. Nơi này giao cho ta, các ngươi làm thịt bọn họ. Đấu thiên hét lớn một tiếng, trong tay một căn hắc kim sắc côn sắt bỗng nhiên phóng đại, giống như một căn kình thiên đại trụ. Hắn một tay phất lên, hắc kim côn sắt toàn lực rơi đập mà xuống. Ầm ầm, ma tộc thông đạo run rẩy kịch liệt, cuồn cuộn ma khí cuồn cuộn. Vô số tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết từ thông đạo bên trong truyền ra. Đấu thiên trong mắt phủ đầy huyết sắc, hiện lên vẻ tàn khốc, trong lòng gầm thét, lão sư nói qua, không quên sơ tâm, ta đấu thiên, nếu như liền thái cổ thần giới đều không bảo vệ được, lại có thể bảo hộ được ai? Chỉ một thoáng, đấu thiên trên người bỗng bộc phát ra cường đại khí tức, hư không không ngừng vỡ nát, trên người hắn chán phóng vô lượng tinh quang. Ngay sau đó, đấu thiên bỗng thân hình lóe lên, xuất hiện ở hai cái ma tộc trước mặt, một tay nắm lấy một cái. Minh Vương, ma chủ,
tiếp xuống dựa vào các ngươi. Đấu Thiên thét dài một tiếng. Sau đó nâng hai cái ma tổ xông vào ma tộc thông đạo bên trong, mặc cho hai cái kia ma tổ giãy giụa như thế nào, Đấu Thiên cũng không quan tâm. Oanh, cơ hồ trong chớp mắt, thiên địa nổ vang liên tục, đã nổi lên vô tận huyết vũ. Thánh tổ vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia ma tổ thông đạo rung động càng ngày càng lợi hại, một cỗ mạnh mẽ khí tức quét sạch mà ra, ma tộc thông đạo rốt cục không kiên trì nổi, liên tiếp nổ tung. Xa xa nhìn tới, một cái vô tận lỗ đen không ngừng khuếch tán. Nghìn vạn giảm, ức giảm, chỉ chốc lát sau, cuồng bạo khí tức ổn định lại, một mảnh rộng chừng 10 ức giảm phương viên cuồn cuộn lỗ đen hiện lên ở thiên khung, không ngừng hướng về sâu trong tinh không kích xạ đi. Cho dù chết, cũng không muốn đem tai nạn mang về thái cổ thần giới sao. Lão nhân coi mộ nắm đấm nắm chặt, già nua trên mặt lộ ra thống khổ, cặp kia lõm sâu con ngươi bên trong, lại có hơi nước bốc hơi. Bọn họ đều là thái cổ anh hùng, hậu thế nên khắc ghi. Tiêu Phàm cảm khái vô hạn, mũi có chút mỏi như. Đấu Thiên, đích thân hắn đem hắn mang lên võ đạo một đường, lại là không nghĩ tới cuối cùng chết ở bản thân ngay dưới mắt. Nhưng hắn Tiêu Phàm, lại bất lực. Tàn khốc, nhưng lại làm sao tàn khốc, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể xung làm một cái quần chúng, tất cả những thứ này, hắn không cách nào cải biến. Thiên khó diệt, địa khó táng, ta bằng vào ta huyết táng thanh thiên. Ma chủ nhìn thấy một màn này, triệt để phát cuồng. Chỉ một thoáng, dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một tòa phù đảo không ngừng mở rộng, phía trên đứng vững rậm rạp chẳng chịt bóng đen, từng cái đều ma khí ngập trời. Bái tướng thần đài, theo ta sát thần diệt ma. Ma chủ cuồng hống một tiếng, tóc dài màu đen trong gió bay múa, điên cuồng phóng tới hai cái ma tổ. Giết, tiếng la giết kinh thiên động địa, chỉ thấy cái kia trên phù đảo phương vô số ma ảnh, tất cả đều động, kinh khủng sát khí ngập trời, tất cả đều hội tụ ở ma chủ. Ma chủ khí thế tăng vọt, thân hình biến lớn, lách mình xuất hiện ở một tôn ma tổ trước mặt, hai tay dắt lấy cánh tay của hắn, sau đó cắn một cái rơi cái kia ma tổ đầu. Cót ca cót két. Ma chủ nhai lấy ma tổ đầu, hai mắt đỏ tươi như máu, sau đó đem cái kia ma tổ thân thể trực tiếp nuốt xuống. Một cái khác ma tổ dọa đến sắc mặt trắng bệch, quá máu tanh, quá hung tàn. Hắn thực lực, cùng cái kia ma tổ thế nhưng là không phân cao thấp a, lại bị trước mắt tên điên cho ăn sống. Nhân tộc cùng yêu tộc, khi nào xuất hiện như thế hung mãnh người. Một trận chiến này, bọn họ cũng tổn thất nặng nề, mặc dù giết ba cái đỉnh cấp thánh tổ, cùng không ít phổ thông thánh tổ, nhưng bọn hắn tử vong đỉnh tiêm thánh tổ chính là thái cổ thần giới mấy lần. Tới phiên ngươi, ma chủ khóe miệng chảy máu tươi đen ngòm, cả người lộ ra hết sức điên cuồng. Hắn muốn ăn còn dư lại cái kia ma tổ. Cái kia ma tổ thấy thế, dọa đến toàn thân kịch liệt run một cái, hét lớn, mau theo ta giết hắn. Giờ phút này, Minh Vương gắt gao cuốn lấy ba cái đỉnh cấp ma tổ, mặc dù hắn bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ không cho mảy may. Những cái kia phổ thông ma tổ hắn không lo lắng, thái cổ thần giới có đầy đủ lực lượng đối phó bọn hắn, duy chỉ có những cái này đỉnh tiêm ma tổ rất khó giết chết, trừ phi đồng quy vu tận. Đừng nhìn ma chủ vừa rồi giết một cái đỉnh tiêm ma tổ 10 phần nhẹ nhõm, trên thực tế đó đã là hắn vượt xa bình thường phát huy, hơn nữa loại này trạng thái, căn bản kéo dài không được bao lâu. Cút ngay, một cái khác ma tổ thấy thế, điên cuồng công kích Minh Vương, ôm lấy thương đổi thương ý nghĩ. Rốt cục có một người tránh thoát ra, hướng về ma chủ đánh tới. Minh Vương, tiếp xuống giao cho ngươi, Đấu Thiên đều có thể làm thịt hai cái, lão tử muốn làm thịt ba cái. Ma chủ ngửa mặt lên trời cười như điên. Hắn nhìn chằm chằm trước đó cái kia ma tổ, về phần về sau cái kia, hắn căn bản không thèm để ý, mặc cho hắn làm sao công kích. Chỉ thấy hắn mở ra miệng to như chậu máu, bỗng nhiên đem cái kia ma tổ cho nuốt vào trong bụng. Ngươi là cái thứ ba. Ma tổ nhe răng cười một tiếng, ánh mắt lạnh như băng lần thứ hai khóa chặt cái thứ ba ma tổ. Cái kia ma tổ dọa đến nhấc chân chạy, bọn họ danh xưng ma tộc, có thể căn bản không có ma chủ như vậy điên cuồng, biến thái. Gia hỏa này, vậy mà ăn sống người. Hắn cực tốc chạy trốn, có thể ma chủ căn bản không có ý bỏ qua cho hắn, dù sao, ma chủ đã ôm quyết tâm quyết tử. Hôm nay, không giết sạch những cái này đỉnh tiêm ma tổ, tương lai tất nhiên là thái cổ thần giới tai nạn.
những nơi đi qua, những cái kia ma tổ cường giả, tất cả đều bị ma chủ nuốt vào trong bụng, không còn một mống. Chỉ một thoáng, tất cả ma tộc dọa đến tứ phía chạy trốn. Tiêu Phàm đều nhìn một trận hãi hùng khiếp vía, cái này ma chủ, thật là một cái ngoan nhân a, so hoang ma còn ác hơn nhiều. Hắn thực sự là hoang ma sư đệ, ta muốn thế gian này, lại không ma tổ. Ma chủ cười như điên, hắn nuốt xuống phổ thông ma tổ, đều có 5-6 cái. Hắn khóe miệng, phun ra từng tia máu tươi, hiển nhiên, thể nội những người kia, vẫn như cũ đang không ngừng đánh giết hắn. Ngươi trốn không thoát đâu, ma chủ không có nửa điểm chán trường, ngược lại bộc phát ra cực tốc, đột nhiên hai tay bắt được cái kia đỉnh tiêm ma tổ, trực tiếp hướng trong miệng đưa đi. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, có chút tê cả da đầu. Không chỉ có dị ma như thế, thiên hoàng tu sĩ cũng là như thế, tất cả đều bị ma chủ dọa sợ. Hỗn trướng, người nuốt bọn họ, người cũng đừng nghĩ sống. Còn sót lại hai cái ma tổ có chút phát cuồng, tức giận gào thét. Cùng ta chiến đấu, còn dám phân thần. Minh Vương cười lạnh, đột nhiên một quyền nổ tung mà ra, chỉ thấy xuyên qua ma tổ đầu, máu tươi bạo sái mà ra. Cái kia ma tổ thi thể không đầu muốn chạy trốn, có thể Minh Vương thật vất vả nắm lấy cơ hội, lại làm sao có thể nhường hắn đạt được. Chỉ thấy Minh Vương lách mình tiến lên, liên tiếp vài vòng nổ tung mà ra. Không hổ là hoang cổ đệ thập đại thể chất, cường hãn dị thường, cái kia ma tổ thi thể, vậy mà không ngừng vỡ nát. Mặc dù nặng tổ nhiều lần, nhưng cuối cùng bị Minh Vương nghiền sát sạch sẽ, không có cái gì lưu lại. Lấy thực lực bản thân, chém giết cùng giai đỉnh tiêm ma tổ, lại thêm Minh Vương một người. Sau cùng cái kia đỉnh tiêm ma tổ nhìn thấy một màn này, nhịn không được hít một hơi lạnh. Những cái này nhân tộc cùng yêu tộc người, quá hung tàn. Sớm biết, bọn họ liền không tiến công thái cổ thần giới, bọn họ đều là tên điên, hoàn toàn không nghĩ tới bản thân có thể còn sống sót, căn bản liền là đồng quy vu tận đấu pháp. Cái kia ma tổ trong lòng sinh thoái ý, có thể mênh mông tinh vũ, bản thân lại có thể lui đi đâu vậy chứ? Đột nhiên, hắn ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía ma chủ, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hung ác. Bọn họ những người này đều hung tàn như vậy, vì sao ta không thể hung tàn hơn đây? Huống chi, nếu như mình không hung tàn một điểm, chờ chút đều phải chết. Nghĩ vậy, cái kia ma tổ cực tốc phóng tới ma chủ, hắn nghĩ muốn đánh giết ma chủ. Không, căn bản không cần giết ma chủ, chỉ cần từ bên ngoài phối hợp bị ma chủ cắn nuốt những cái kia ma tổ, trợ giúp bọn họ thoát khốn mà ra, đến lúc đó ma chủ tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, hắn xem thường thực lực của Minh Vương, ma chủ thật vất vả áp chế những cái kia ma tổ. Hắn lại làm sao có thể nhường hắn cứu ra đây? Chấn, chỉ thấy Minh Vương một tiếng quát như sấm, lấy tay ném đi, một tòa đen nhánh cổ tháp đột nhiên bay lên trời, mang theo một cỗ man hoang chi thế, hung hăng hướng về cái kia ma tổ trấn áp mà xuống. Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, ha ha, đấu thiên, lão tử so với ngươi còn mạnh hơn. Ma chủ cười như điên một tiếng, trong nháy mắt xông vào trước đó đấu thiên nổ tung cái kia vô tận hắc động. Ầm ầm, theo một đạo quang mang phóng lên tận trời, chân trời nổ vang liên tục, mấy vị thánh tổ tử vong, thiên địa lần thứ hai rơi ra huyết vũ. Từ khi thái cổ về sau, đã rất ít chết nhiều như vậy thánh tổ, hôm nay, chết đi thánh tổ liền đạt đến hai chữ số. Tiêu Phàm thở sâu, nhìn chằm chằm sâu trong tinh không, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, mỗi người đều sẽ nghĩa vô phản cố cùng ma tộc đồng quy vu tận. Mảnh này thiên là dựa vào lấy vô số tiên liệt máu tươi cùng ngông nghênh nâng lên. Bất kể như thế nào, mình không thể nhường hắn sụp đổ xuống. Người phải xuất chiến sao? Lão nhân coi mộ rõ ràng bàn tay khô gầy đang rung động lấy, nhưng vẫn như cũ hí ngược nhìn Tiêu Phàm một cái, trêu ghẹo mà hỏi. Tiêu Phàm chậm rãi buông ra nắm đấm, hồi lâu mới nói, ta cho bọn hắn hạ táng. Cũng đúng, tên của ngươi liền kêu táng, có lẽ ngươi so với ta càng thêm thích hợp, ai? Người sống quá lâu cũng mệt mỏi, có lẽ cũng nên nghỉ ngơi một chút. Lão nhân coi mộ thở thật dài một cái, cả người nhìn qua lại lão vô số tuổi. Tiêu Phàm thần sắc hờ hững, hắn biết rõ, lão nhân coi mộ bây giờ còn sẽ không xuất thủ. Mặc dù Tiêu Phàm không biết lão nhân coi mộ thực lực cụ thể, nhưng là lão gia hỏa này, tuyệt đối là cực kỳ cổ lão tồn tại, có lẽ cùng thời không lão nhân là người cùng một thời đại. Hơn nữa,
Tiêu Phàm ẩn ẩn đoán được lão nhân coi mộ lưu lại là vì cái gì. Ha ha, ma chủ, người cái tên điên này, thật sự cho rằng một người tự bảo, có thể giết chết tất cả chúng ta sao? Một tiếng cười như điên từ cái kia vô tận hắc động bên trong truyền đến. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, ma chủ tự bảo, vậy mà còn có người còn sống. Ai ngờ lúc này, Minh Vương cũng phản ứng cực nhanh, hung hăng đem cái kia màu đen cổ tháp chân áp mà xuống, phía dưới ma tổ nhục thân sụp đổ, huyết nhục văng tung tóe. Bất quá, dạng này căn bản giết không chết hắn. Minh Vương đúng không, người nhất định phải chết, cái kia ma tổ nhe răng cười, bọn hắn người không chết hết, tiếp xuống chết đúng là Minh Vương đám người. Ta còn chưa có chết đây. Minh Vương cười lạnh, đấu thiên ma chủ cảm tử, ta Minh Vương cũng không dám chết sao. Ước vạn thần linh làm huyết, trăm vạn ma tộc làm thịt, ta là cấm kỵ. Chấn, theo Minh Vương hét dài một tiếng, cái kia màu đen cổ tháp đột nhiên nhanh chóng biến lớn, cả phiến thiên địa đều bị hắn bao phủ ở bên trong, một cổ kinh khủng hấp lực run rộng. Ngay sau đó, thiên địa chạy trốn những cái kia dị ma, tất cả đều bị hắn cổ tháp nuốt vào. Không chỉ có ma tộc, còn có vô số thái cổ thần giới sinh linh, bọn hắn huyết nhục đang bay về phía hắc sắc cổ tháp thời khắc, tất cả đều sụp đổ ra. Đồng thời, những cái kia huyết nhục tán phát lực lượng, tất cả đều ngưng tụ hướng Minh Vương một người. Ma chủ, người cục diện rối rắm, còn phải bổn vương tới thu thập. Minh Vương nhe răng cười một tiếng, sau đó mang theo hắc sắc cổ tháp, lần nữa xông vào cái kia vô tận hắc động. Hỗn trướng, một tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Nhưng mà, rất nhanh liền bị vô số kinh lôi bao phủ, cái gì đều nghe không đến. Tiêu Phàm chỉ thấy một đạo hắc quang hiện lên, sau đó hắc động kia lần nữa làm lớn ra gấp một, cuồng bạo lực lượng không chút kiêng kỵ đánh thẳng vào tứ phương. Thật lâu, tất cả bình tĩnh lại, tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Chỉ có trong thiên địa huyết phú hạ cái không ngừng, biểu thị vừa mới xảy ra một trận thảm không nỡ nhìn chiến đấu. Lại một cái luân hồi sao? Tiêu Phàm thấp giọng ngâm khẽ. Sinh chi cực là tử, tử chi cực cũng là sinh, sinh tử luân hồi, lặp đi lặp lại cân bằng. Lão nhân coi mộ ung dung thở dài. Đột nhiên, hắn lấy tay vung lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái cối xay trạng đồ vật, lại giống như hai cái vòng tử, không ngừng xoay tròn, một đen một trắng, giống như đại biểu cho sinh tử. Hắc bạch ma bàn không ngừng biến lớn, rất nhanh liền đem thái cổ thần giới bao phủ ở bên trong. Một cỗ lực lượng quỷ dị từ hắc bạch ma bàn bên trong quét sạch mà ra, chiếu xuống hướng thái cổ thần giới mỗi một cái góc. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, cái kia hắc bạch ma bàn liền biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa đã là ở lão nhân coi mộ trong tay. Ma thế thiên luân, Tiêu Phàm yên lặng nhìn xem lão nhân coi mộ trong tay hắc bạch ma bàn, hắn tựa như biết rõ lão nhân coi mộ là ai. Phải biết. Ma thế thiên luân thế nhưng là lịch cổ 10 đại chí bảo đệ lục A, hơn nữa còn là đời sau đệ lục, hắn bài danh còn ở luyện yêu tổ hồ cùng chấn ngục thiên bia trước đó. Xem ra, cái này lão già giấu đủ sâu, Tiêu Phàm nguyên bản còn tưởng rằng ma thế thiên luân không phải thái cổ chí bảo đây. Lão nhân coi mộ hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó bất động thanh sắc đem hắc bạch ma bàn thu vào, cười cười nói, lão đầu tử lại có bận bịu, tốt nhiều thi cốt, rất khó nhặt. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, lão già này, thật rất thiếu ăn đòn. Táng, người nói đấu thiên, ma chủ cùng Minh Vương ba người mộ huyệt, tên gì hay đây? Người thủ mộ cười híp mắt nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm nhìn qua cái kia vô tận lỗ đen, giống như một mảnh khác thương khung, hắn đột nhiên nghĩ tới hậu thế ngũ đại hung địa một trong, không tự chủ được nói ra, vô tận thiên khư. Không sai, vậy liền gọi là vô tận thiên khư A, táng lấy ba đại chí cường. Lão nhân coi mộ gật đầu một cái, sau đó thu liếm khí tức, chui vào mặt đất bao la. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, vô tận thiên khư, chẳng lẽ là như vậy đến sao? Cho đến bây giờ, huyết u minh, vạn cổ hung phần, vô tận thiên khư sinh ra, hắn đều chính mắt thấy, đây chính là hậu thế năm đại cấm kỵ chi địa. Nhưng còn có một cái táng tổ thiên mộ cùng chư thiên thần chủng đây. Hai chỗ này cấm kỵ chi địa, đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ bọn họ là loạn cổ về sau xuất hiện? Thật lâu, Tiêu Phàm mới hồi phục tinh thần lại là phát hiện lão nhân coi mộ đã không thấy bóng dáng. Hắn biết rõ, lão nhân coi mộ, lại đi nhặt xương, hắn có lấy hắn sứ mệnh. Như lão nhân coi mộ nói,
người còn sống sót, chưa chắc đã là may mắn nhất, mắt hắn trợn trợn nhìn xem một đời lại một đời cường giả vẫn lạc, nhưng lại yên lặng cho bọn hắn dựng lên ngôi mộ mới. Cô độc nhất, không ai qua được một mình hắn. Ma tộc cường đại như thế, vì sao không thống nhất lực lượng ứng phó thái cổ thần giới đây? Trừ bỏ thái cổ thần giới bên ngoài, nhưng còn có mặt khác bát thiên thập địa. Tiêu Phàm trong lòng buồn bực. Đáp án này, hắn nghĩ không hiểu. Hắn cảm thấy, có lẽ, mình cũng nên tiến về mặt khác cửu thiên thập địa nhìn một chút, có lẽ có thể lấy được một chút đáp án. Lại một thời đại, Tiêu Phàm hơi xúc động. Hắn yên lặng rời đi mộ viên, cũng không gấp tiến về mặt khác cửu thiên thập địa, mà là cùng lão nhân coi mộ một dạng, hành tẩu ở mặt đất bao la. Vô số ngôi mộ mới đứng lên, bia đá xó xỉnh bên trong, có đồng dạng hai chữ táng lập. Thời gian trôi qua, Tiêu Phàm ký ức còn đang sói mòn, hắn dường như chỉ biết mình có một cái sứ mệnh, phải trở về tương lai. Nhưng hắn không biết phương pháp trở về, biện pháp duy nhất, chính là tìm tới thời không tinh xa. Không biết qua bao lâu, thái cổ thần giới lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Chết đi anh hùng chậm rãi bị người quên lãng, tân thiên tài không ngừng sinh ra. Lại là một cái huy hoàng thịnh thế. Tiêu Phàm đi qua Tu La tộc, chỉ là đến thế hệ này Tu La tộc trưởng lại biến thành người khác, gọi là Tử Vũ. Tiêu Phàm không nhớ nổi người này, nhưng hắn vụng trộm quan sát qua, Tử Vũ cũng không có nồng nặc Tu La huyết mạch. Hắn không biết là, Tử Vũ là kế thừa lấy thần vô tận ý chí, thủ hộ lấy Tu La tộc. Một ngày này, Tiêu Phàm đi ngang qua một vùng biển, gặp được một đầu thật lớn huyền quy, chính cùng mấy đầu hải yêu chiến đấu. Hắn lăng không mà đứng, lặng lặng nhìn mấy người chiến đấu, tựa như đang nhìn một trận biểu diễn. Huyền quy và vài đầu hải yêu chiến cực kỳ điên cuồng, mảng lớn nước biển nhuộm thành huyết sắc, trong không khí tràn ngập máu tanh nồng nặc chi khí. Thật lâu, cái kia huyền quy cùng vài đầu hải yêu đứng ở Tiêu Phàm cách đó không xa, bọn chúng trong nháy mắt đình chỉ chiến đấu, vẻ mặt phòng bị nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khí tức trên thân rất phổ thông, lại chẳng biết tại sao, cho mấy người một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Các ngươi tiếp tục, ta chỉ là xem trò vui. Tiêu Phàm nhìn thấy mấy người đình chỉ chiến đấu, liền cảm giác không hứng thú lắm. Huyền quy cùng hải yêu trong lòng một trận MMP, người nhà đứng ở chỗ này xem kịch vui, chúng ta còn dám đánh sao? Dạng này tiếp tục đánh, chung quy có người sẽ thụ thương, đến lúc đó chẳng phải là nhường ngươi nhặt tiện nghi. Mấy vị, không nên để cho người này lấy tiện nghi, chúng ta trước hết giết hắn lại nói. Trong đó một đầu hải yêu sát khí nặng nề nhìn qua Tiêu Phàm, con người vô cùng lạnh lẽo. Mấy đầu kia hải yêu gật gật đầu, chỉ có huyền quy không nói, trầm mặc nhìn xem tất cả những thứ này. Nhưng mà một khắc sau, những lời ấy mà nói hải yêu đột nhiên thân hình lóe lên, một đao hung hăng chạm tại huyền quy lưng bên trên, cứng rắn mai rùa vậy mà phá toái mà ra, huyết vẩy hư không. Hèn hạ, vậy mà đánh lén. Huyền quy giận tím mặt, huyền quy phá toái, lộ ra mịn màng lưng, dường như vô cùng mịn màng. Ha ha, huyền vũ, ngươi thật là khờ đến đáng thương, ngươi nghĩ xưng bá vùng biển này, chúng ta không giết ngươi, chẳng lẽ chờ ngươi giết chúng ta sao? Cầm đầu hải yêu cười lạnh không thôi. Tiêu Phàm nghe vậy, nhịn không được lắc đầu. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Hải yêu thấy thế, ánh mắt u lãnh. Không thú vị, Tiêu Phàm lắc đầu, hắn không thích nhất đúng là loại này đánh lén người. Vài đầu hải yêu lấy nhiều khi ít, hắn vốn đang không chuẩn bị nhúng tay, có thể cái này hải yêu, vậy mà đánh lén huyền vũ, hắn đều có chút nhìn không được. Tự tìm cái chết, hải yêu nhìn thấy Tiêu Phàm không nhìn hắn, lập tức giận dữ, lấy tay một cái to lớn vảy cá bàn tay, hung hăng hướng về Tiêu Phàm đập xuống. Tiêu Phàm không hề bị lay động. Chỉ là nhàn nhạt nhìn hải yêu một cái, khi bàn tay đang đến gần Tiêu Phàm một trượng 3,3 mét có hơn lúc, vô luận như thế nào đều không rơi xuống. Hải yêu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn nhưng là hạ phẩm pháp tôn cảnh A, đối phương một ánh mắt, vậy mà liền áp chế hắn. Vậy đối phương lại là cỡ nào cường đại, ta chỉ là một cái quần chúng, vì sao muốn động thủ với ta? Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lại là hết sức hờ hững, dường như nhìn thấu tất cả. Ta, hải yêu ấp úng, không biết làm sao giải thích. Tất nhiên ngươi bản thân đều tìm không ra một cái ta lý do không giết ngươi, cái kia. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng. Sau một khắc,
một đám hải yêu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ thấy đối Tiêu Phàm xuất thủ hải yêu, đột nhiên bị vô số kiếm khí xuyên thấu mà chết, máu nhuộm biển cả. Tiêu Phàm tựa như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng, trong thời gian nháy mắt, một đám lửa không hiểu xuất hiện, bao phủ bị giết hải yêu. Chỉ một lát sau, hư không tràn ngập trận trận mùi thịt. Rất lâu không ăn cá, vị đạo còn có thể. Tiêu Phàm cầm một khối kim hoàng cá nướng, nhét vào trong miệng, 10 điểm thỏa mãn. Tê Huyền Quy cùng mặt khác vài đầu hải yêu thấy thế, nhịn không được hít một hơi lạnh. Ngoan nhân, nhìn thấy Tiêu Phàm ăn miệng đầy chảy mỡ, mấy người nhịn không được chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Các ngươi cũng muốn ăn sao? Dù sao ta ăn không hết. Tiêu Phàm nhìn Huyền Quy cùng vài đầu hải yêu một cái, mấy cái đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa. Nói đùa cái gì, ăn người đồ vật, chờ chút người muốn ăn chúng ta làm sao bây giờ? Mấy đầu kia hải yêu nhìn thấy Tiêu Phàm không có ý xuất thủ, vụng trộm lui về phía sau, cuối cùng nhấc chân chạy. Chỉ có Huyền Quy lưu lại, vẻ mặt kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi không chạy sao? Tiêu Phàm nhìn Huyền Quy một cái. Huyền Quy toàn thân run một cái, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Ngươi tên gọi là gì? Tiêu Phàm nhìn Huyền Quy một cái, buông tay một chiêu, cái kia phá vỡ mai rùa lập tức phụt nhỏ lại, rơi ở trong tay của hắn. Huyền Vũ, Huyền Vũ nuốt nước miếng một cái, có chút sợ hãi hỏi. À, Tiêu Phàm biểu hiện rất bình tĩnh, thế gian này, xác thực không có chuyện gì có thể chấn động hắn tiếng lòng. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt một điểm, một đoàn linh hồn chi lực biến thành hỏa diễm trong nháy mắt bao vây lấy cái kia mai rùa, bắt đầu đốt cháy lên. Huyền Vũ đứng ngồi không yên, chỉ có thể đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm đình chỉ nung khô, nhìn ở trong tay cái kia che kín văn lộ mai rùa một cái, nguyên bản nứt ra mai rùa vậy mà lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Có thể miễn cưỡng dùng, Tiêu Phàm tiện tay đem mai rùa ném ra, mai rùa nhanh chóng biến lớn, lần nữa bọc tại Huyền Vũ trên thân. Huyền Vũ hơi hơi cảm thụ một lần, trong lòng kinh hãi hết sức, lập tức ghé vào Tiêu Phàm lòng bàn chân, khẩn thiết nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, Huyền Vũ nguyện ở tiền bối bên người phụng dưỡng. Ngươi ngược lại là có chút khôn vặt, Tiêu Phàm lau khóe miệng đầy mỡ, thản nhiên nói, cũng tốt, vừa vặn mấy chục vạn năm không cùng người chuyển lời. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Huyền Vũ chấn động trong lòng. Mấy chục vạn năm không cùng người nói chuyện qua, vậy hắn sống bao nhiêu năm tháng? Nguyên bản hắn cho rằng Tiêu Phàm chỉ là cường đại, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên là sống vô số tuế nguyệt lão quái vật. Nghĩ vậy, Huyền Vũ đối Tiêu Phàm càng ngày càng cung kính. Dù cho Tiêu Phàm nhìn qua chỉ có trung phẩm nguyên tôn cảnh tu vi, nhưng vừa vặn tùy tiện chém giết pháp tôn cảnh thủ đoạn, triệt để kinh hãi hắn. Đi thôi, Tiêu Phàm cũng không quan tâm Huyền Vũ tâm tư, những năm này, hoang cổ vẫn lạc người, đã không sai biệt lắm táng xong. Nguyên bản hắn chuẩn bị tiến về mặt khác cửu thiên thập địa nhìn xem, nhưng cuối cùng quên đi cái này dự tính ban đầu. Hiện tại, hắn còn thừa ký ức càng ngày càng ít. Bất quá, hắn cũng dưỡng thành một cái thói quen, mỗi qua một đoạn thời gian, liền dùng ký ức thủy tinh tồn trữ trí nhớ của mình, lúc này mới có thể nhường hắn biết mình là ai. Huyền Vũ chờ Tiêu Phàm hành tẩu thái cổ thần giới, nhưng hắn cho tới bây giờ không dám chủ động cùng Tiêu Phàm nói chuyện. Tiêu Phàm không mở miệng, hắn phần lớn thời gian đều bảo trì trầm mặc. Một ngày, Tiêu Phàm ở một tòa thành trì phía trên dừng lại, cúi đầu nhìn tới, thành trì máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi. Mà dạng này sự tình, những năm này khắp nơi có thể thấy được. Đây là một cái hỗn loạn thời đại, Tiêu Phàm cảm khái. Hắn gặp qua vô số một đời mới cường giả, từng cái chủng tộc đều có, quật khởi cực kỳ tấn mãnh. Bất quá, vẫn lạc cũng rất nhanh. Giết chóc, hỗn loạn dường như trở thành cái thời đại này đại danh từ. Loạn cổ đến, Tiêu Phàm hơi xúc động. Bản thân rốt cục lại nhìn đến khác một thời đại. Đây là một cái vạn tộc cùng nổi lên niên đại. Huyền Vũ trầm mặc, không dám trả lời. Tiêu Phàm ngẫu nhiên nói ra khiếp sợ lời nói, nhưng hắn không hiểu giật mình. Đi thôi, hướng nhân tộc nhìn xem. Tiêu Phàm trong lòng nhất lo nghĩ vẫn là nhân tộc. Từ khi đấu thiên tử vong, mai táng ở vô tận thiên khư về sau, hắn cũng rất ít nghe được đấu chiến thánh tộc sự tình, cho dù là tu la tộc, cũng lựa chọn ẩn núp.
Huyền Vũ mặc dù hắn nội tâm một mực chờ mong Tiêu Phàm chỉ điểm, nhưng Tiêu Phàm không có nửa điểm chỉ điểm hắn ý tứ, bất quá hắn vẫn như cũ tận tâm tận lực. Sau mấy tháng, Huyền Vũ mang theo Tiêu Phàm bước vào nhân tộc địa vực. Giết chóc vẫn như cũ khắp nơi có thể thấy được, bất quá Tiêu Phàm cũng không có tham dự những cái này, hắn sớm đã thường thấy sinh tử. Huyền Vũ, người có biết nhân tộc bây giờ mạnh nhất thế lực là cái nào? Tiêu Phàm nhàn nhạt hỏi. Tiền bối, nhân tộc mạnh nhất thế lực là Loạn Cổ Thần Đình, Loạn Cổ Đại Đế lấy lực lượng một người trấn áp tứ phương. Huyền Vũ không chút nghĩ ngợi nói. Loạn Cổ Đại Đế, Tiêu Phàm nhíu mày, hắn luôn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng bất kể như thế nào đều nghĩ không ra. Mang ta đi nhìn xem, Tiêu Phàm con người hơi hơi ngưng tụ. Đúng, Huyền Vũ cung kính hẳn là, cực tốc hướng về chân trời lao đi, thân hình 10 điểm bình ổn, ngồi ở trên lưng hắn Tiêu Phàm không có chút nào khó chịu. Mấy ngày sau, một tòa xa hoa vô cùng thành trì in vào Tiêu Phàm tầm mắt, thành trì lan tràn phương viên mấy vạn dặm. Kim bích huy hoàng, to lớn trang nghiêm. Ân, nhưng mà, Tiêu Phàm lại là lông mày hơi nhíu, hắn trong mắt bên trong, ẩn ẩn thấy được vô số ma khí loạn vũ. Mặc dù nấp rất kỹ, nhưng chạy không khỏi Tiêu Phàm con mắt. Ma tộc sao, Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói, trong mắt hàn quang lấp lóe. Hắn mặc dù quên đi rất nhiều ký ức, nhưng đối ma tộc hận thấu xương, bản năng trong mắt lóe lên nồng nặc chán ghét. Đồng thời, hắn nội tâm cũng có rất nhiều nghi hoặc. Hoang cổ kết thúc một trận chiến, đấu thiên, ma chủ cùng minh vương đám người, không phải đã đem ma tộc triệt để đuổi ra thái cổ thần giới sao, làm sao bây giờ còn có nhiều như vậy núp trong bóng tối? Chẳng lẽ, lúc trước bọn họ ẩn giấu đi sao? Đi, đi trong thành, Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lẽo. Hắn vốn không muốn tham dự loạn cổ sự tình, dù cho thái cổ thần giới tu sĩ tự giết lẫn nhau. Tiêu Phàm cũng chỉ là xung làm một cái quần chúng. Bởi vì hắn biết rõ, một tướng công thành vạn cốt khô. Thái cổ thần giới muốn cường đại, liền cần tàn khốc cạnh tranh, vô tận ma luyện. Vô luận là đấu thiên, vẫn là minh vương, hoặc là ma chủ, cái nào không phải từ trong núi thây biển xác đi ra. Cuối cùng có thể đứng ở đỉnh phong, dưới chân không biết chất đống bao nhiêu thi cốt. Nhưng là, Tiêu Phàm tuyệt đối không cho phép. Ma tộc nhiễu loạn thái cổ thần giới, việc này, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Huyền Vũ hơi hơi do dự trong nháy mắt, hắn nội tâm, đối loạn cổ thần đình có chút kiêng kỵ, loạn cổ đại đế một người trấn áp nhân tộc, cũng không phải một câu nói nói. Bất quá, hắn cũng vẻn vẹn do dự trong nháy mắt, tiếp tục tiến lên. Dừng lại, loạn cổ thần thành cấm chế phi hành, một tiếng quát như sấm truyền đến, chỉ thấy mười mấy thủ vệ phóng lên tận trời. Ngăn cản Tiêu Phàm bọn hắn đường đi. Tiêu Phàm ngược lại là không có mạnh mẽ đâm tới, mà là thản nhiên nói, để loạn cổ tới gặp ta. Khẩu khí thật lớn, đại đế là ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Cầm đầu thủ vệ cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, khinh thường nói, lăn ra loạn cổ thần thành, bằng không giết không tha. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Phàm cùng Huyền Vũ còn không có bước vào loạn cổ thần thành, bọn họ đã sớm động thủ. Huyền Vũ, tiếp tục đi, Tiêu Phàm không nói nhảm, những người này, hắn khinh thường với xuất thủ. Tiến vào loạn cổ thần thành, cũng vẻn vẹn chỉ là vì khu trừ ma tộc. Rượu mời không uống uống rượu phạt, đồ chán sống. Cầm đầu thủ vệ lạnh rên một tiếng, cầm trong tay trường đao liền hướng Tiêu Phàm đánh tới. Nhưng mà, hắn giơ lên trường đao tay, lại đình chỉ tại hư không, cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Mấy người khác càng là liền đao đều không thể rút ra. Huyền Vũ đã sớm dự kiến đến nơi này một màn, hắn nhưng là trung phẩm pháp tôn, có thể ở trước mặt Tiêu Phàm, lại không có phản kháng lực lượng. Cho dù là đối mặt thiên tôn, hắn cũng không có cảm nhận được áp lực lớn như vậy. Huyền Vũ tốc độ rất nhanh, cực tốc hướng về loạn cổ thần đình chỗ sâu bay đi, trên đường, thỉnh thoảng có thủ vệ phóng lên tận trời, có thể bay đến giữa không trung, thân thể lại không nghe sai khiến. Thẳng đến Tiêu Phàm biến mất, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bất quá, thủ vệ loạn cổ thần thành, chính là bọn họ trách nhiệm, bọn họ không dám thất lễ, tiếp tục đuổi theo. Chỉ một lát sau, Huyền Vũ liền giáng lâm thần đình quảng trường, cường đại khí tức hấp dẫn vô số tu sĩ lực chú ý. Dám can đảm xông vào thần đình, tự tìm cái chết. Người tới, cầm xuống.
vô số loạn cổ thần đình tu sĩ gầm thét, ba tầng trong ba tầng ngoài đem Tiêu Phàm cùng Huyền Vũ vây ở trung ương. Hừ, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, một cỗ lực lượng vô hình đảo qua toàn trường, tất cả mọi người đều ngã nhào trên đất, lại cũng không đứng dậy được. Đám người tất cả đều lộ ra hoảng sợ, mồ hôi đầm đìa, nơi nào còn dám có nửa điểm tâm tư động thủ. Ai dám phạm ta loạn cổ thần đình? Đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ hoàng cung chỗ sâu truyền ra, ngay sau đó, một cái đại hán khôi ngô trống rỗng xuất hiện ở quảng trường phía trên. Bái kiến đại đế, trên quảng trường tu sĩ nhao nhao quỳ lạy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Hiển nhiên, người tới chính là loạn cổ thần đình chi chủ, loạn cổ đại đế. Loạn cổ đại đế lạnh như băng đảo qua toàn trường, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người, đột nhiên, hắn bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, ngươi. Ngươi là Táng, ngươi còn sống, Táng, nghe được cái tên xa lạ này, trong lòng tất cả mọi người run lên, đại đế vậy mà nhận biết người này. Ngay cả Huyền Vũ cũng kinh hãi không thôi, hắn còn là lần đầu tiên biết rõ Tiêu Phàm danh tự. Ai ngờ, Tiêu Phàm cau mày nhìn xem loạn cổ đại đế, thản nhiên nói, ta biết ngươi sao. Loạn cổ đại đế thần sắc trì trệ, hắn mặc dù chỉ cùng Tiêu Phàm một đoạn thời gian, vẫn như trước nhớ kỹ hắn. Nhưng hiện tại, đối phương lại không biết mình. Mình bây giờ dù sao cũng là loạn cổ thần đình chi chủ, nhân tộc người thứ nhất a. Loạn cổ thần đình tu sĩ, toàn bộ đều kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng không biết cũng sẽ làm bộ nhận biết loạn cổ đại đế. Nhưng tiểu tử này, nhận biết đều làm bộ không biết. Ngươi thật sự không biết ta. Loạn cổ đại đế híp hai mắt, quan sát tỉ mỉ lấy Tiêu Phàm. Hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra, Tiêu Phàm chỉ là trung phẩm nguyên tôn cảnh tu vi, có thể chẳng biết tại sao, vậy mà nhường hắn có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Ta nhất định muốn biết ngươi sao? Tiêu Phàm thần sắc như thường, không cùng loạn cổ đại đế tiếp tục dây dưa cái đề tài này, thần sắc bỗng trở nên lạnh lùng lên, ngươi cấu kết ma tộc. Làm càn, dám vu hãm đại đế, đáng chém cửu tộc. Loạn cổ thần đình người nhìn thấy loạn cổ đại đế xuất hiện, lá gan lại trở nên lớn mật. Bắt đầu nhao nhao quát lớn Tiêu Phàm. Loạn cổ đại đế lại là không có mở miệng, trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang, ngay sau đó cười nhạt một cái nói, ai không biết bản đế thống hận nhất ma tộc. Vậy cái này ngập trời ma khí, không có quan hệ gì với ngươi. Tiêu Phàm nhìn chăm chú loạn cổ đại đế, hắn xác thực không nhớ nổi đối phương, bất quá, Phàm là cùng ma tộc có liên quan, hắn cũng sẽ không buông qua. Hắn cũng mặc kệ loạn cổ đại đế. Là không phải người nào tộc đệ nhất cường giả. Từ đâu tới ma khí? Loạn cổ đại đế con vịt chết mạnh miệng, bất kể như thế nào đều không thừa nhận. Nhưng mà một khắc sau, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết. Chỉ thấy Tiêu Phàm lấy tay vung lên, nguyên bản kim bích huy hoàng, vô cùng thánh khiết loạn cổ thần thành, bỗng ma khí ngập trời, trở nên hết sức kiềm chế. Ma khí, loạn cổ thần đình người sắc mặt đại biến. Nhao nhao lui về phía sau, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem không trung. Táng, ngươi dám loạn ta thần đình. Loạn cổ đại đế sắc mặt trở nên hết sức băng lãnh, sát khí nặng nề hướng về Tiêu Phàm. Hắn cũng mặc kệ trước mắt Tiêu Phàm đến cùng phải hay không táng, vô luận là ai, đều không thể phá hư bản thân địa vị. Cấu kết ma tộc người, đáng chém. Tiêu Phàm ngữ khí bình thản, dù cho đối mặt nhân tộc người thứ nhất, hắn cũng không có nửa phần e ngại. Hừ, bản đế ngược lại muốn xem, mấy trăm vạn năm không gặp, người có năng lực gì? Loạn cổ đại đế lạnh rên một tiếng, bỗng một trưởng hướng về Tiêu Phàm hung hăng vỗ xuống. Tiêu Phàm thần sắc như thường, chắp tay đứng ở Huyền Vũ trên lưng, Huyền Vũ cảm nhận được cái kia trưởng cương uy lực, thân thể không chịu nổi, nhục thân bắt đầu rạn nứt ra. Nửa bước thánh tổ, không đúng, là thánh tổ cảnh. Huyền Vũ vẻ mặt kinh hãi nhìn xem loạn cổ đại đế. Hiển nhiên, đối phương thực lực vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Cuồng bá áp lực khiến cho toàn bộ hư không đều trở nên ngưng động, mắt thấy cái kia trưởng cương sắp rơi xuống thời khắc, Tiêu Phàm trên người đột nhiên nhộn nhạo một cỗ sóng năng lượng vô hình. Cỗ năng lượng kia, giống như gió nhẹ thổi qua, Huyền Vũ lập tức như gió xuân ấm áp, có một loại cực kỳ thoải mái cảm giác. Oanh, chỉ một thoáng, loạn cổ đại đế trưởng cương trong nháy mắt tan thành mây khói. Năng lượng cuồng bạo chấn động quét sạch cả tòa loạn cổ thần đình, thiên địa lăn lộn ma khí quay cuồng không. Người vậy mà cũng đạt tới thánh tổ cảnh,
Loạn cổ đại đế trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Hắn còn nhớ mình cùng Tiêu Phàm cùng nhau đứng ở trong đống người chết một màn, khi đó, hai người bọn họ đều tương đối yếu ớt. Nhưng chớp mắt mấy trăm vạn năm, hắn đột phá đến thánh tổ cảnh không nói, Tiêu Phàm cũng đạt tới cảnh giới này. Bất quá, ngươi nếu chỉ có bất diệt thánh tổ cảnh mà nói, cái kia ngươi nhất định phải chết. Loạn cổ đại đế dữ tợn cười một tiếng, sau đó há miệng hút vào, đầy trời ma khí điên cuồng tràn vào trong miệng của hắn. Ngay sau đó, trên người tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, bốn phía thời không một trận vặn vẹo. Lần nữa lấy lại tinh thần thời khắc, Tiêu Phàm cùng Huyền Vũ đã xuất hiện ở một mảnh hư vô không gian bên trong. Hiển nhiên, loạn cổ đại đế cũng không muốn hủy đi loạn cổ thần thành, nơi đó nhưng là hắn căn cơ sở tại. Nhưng là, hắn đối Tiêu Phàm thế nhưng là đồng ý quyết giết. Tiêu Phàm thần sắc như thường, nhàn nhạt nhìn xem đối diện làn da ngăm đen, trên đầu mọc ra một đôi sừng loạn cổ đại đế, nói, người vậy mà tu luyện ma tộc phương pháp. Táng, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, thần phục bản đế có thể tha cho ngươi khỏi chết. Loạn cổ đại đế dữ tợn cười nói. Thời không chi lực, Tiêu Phàm nói một mình, trong đầu nhớ lờ mờ lên một bóng người mờ ảo, ta có vẻ như biết rõ ngươi là ai, ngươi thật bái thời không lão nhân vi sư. Đó là tự nhiên, loạn cổ đại đế vẻ mặt ngạo nghễ. Không đúng, ngươi nếu như thời không lão nhân đồ đệ, hắn vì sao không đem thời không thiên châu cho ngươi? Tiêu Phàm nhíu mày nói, hơn phân nửa là bị thời không lão nhân chỉ điểm vài câu a. Vậy thì như thế nào, bây giờ ta, mạnh mẽ hơn ngươi. Loạn cổ đại đế gầm thét không thôi, dường như bị Tiêu Phàm nói đến chỗ đau. Tiêu Phàm lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, tự sát a. Lời này vừa nói ra, loạn cổ đại đế ngửa mặt lên trời cười như điên, hắn nhưng là bất diệt thánh tổ, bây giờ thôn phệ ma khí, thực lực nâng cao một bước. Buồn cười chính là, Tiêu Phàm vậy mà muốn bản thân tự sát. Tiêu Phàm dưới chân Huyền Vũ nghe được kinh hồn táng đảm. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm thậm chí ngay cả bất diệt thánh tổ đều không để trong mắt, chẳng lẽ hắn đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Chết đi, loạn cổ đại đế khí thế hết sức cuồng bạo. Thời không chi lực không ngừng hiện lên, hư không nổ tung, vô tận loạn lưu hiện lên, hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đến. Minh ngoan bất cố, Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu. Chỉ một thoáng, hắn khí thế bỗng biến đổi, không có cỡ nào cuồng bạo, ngược lại rất bình tĩnh. Nhưng càng là tu vi cường đại, càng có thể cảm nhận được Tiêu Phàm cường đại. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hư không loạn lưu tất cả đều đảo lưu mà quay về. Hư không trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Ngay sau đó, một bàn tay vô hình trưởng, gắt gao nắm chặt loạn cổ đại đế, mặc cho loạn cổ đại đế giãy giụa như thế nào, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Huyền Vũ đã chấn động sợ nói không ra lời, hắn biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới đã cường đại đến trình độ như vậy. Phải biết, đây chính là nhân tộc người thứ nhất, loạn cổ đại đế a, vậy mà một chiêu bại trong chớp mắt. Không đúng, phải nói loạn cổ đại đế ở trước mặt hắn liền phản kháng chút nào lực lượng đều không có, liền bị một tay chấn áp. Ma tộc không nên tồn tại ở thái cổ thần giới. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, hư vô bàn tay bỗng dùng sức, chuẩn bị bóp nát loạn cổ đại đế. Táng, ngươi dám giết ta, ta thế nhưng là thời không lão nhân truyền nhân, loạn cổ đại đế gào thét không thôi. Nhưng Tiêu Phàm lại không quan tâm, quản ngươi cái gì thời không lão nhân đồ đệ. Dù cho thời không lão nhân cấu kết dị ma, hắn cũng đồng dạng sẽ không chút do dự xuất thủ. Ong ong cũng liền ở Tiêu Phàm sắp bóp nát loạn cổ thời khắc, đột nhiên loạn cổ đại đế thể nội chán phóng một đạo bạch quang hiện lên, hóa thành một ông già bộ dáng. Lão nhân mặt nở nụ cười, hiền hòa nhìn xem Tiêu Phàm, rốt cục lần nữa chờ đến ngươi. Sư tôn, cứu ta! Loạn cổ đại đế gào thét, vậy mà hướng lão nhân kia cầu cứu. Lúc này, lão nhân thân phận, đã không cần nói cũng biết. Thời không lão nhân, Huyền Vũ ngơ ngác nhìn một màn này, hắn nghe nói qua thái cổ truyền thuyết, thời không lão nhân không phải đã chết rồi sao? Ngươi đang chờ ta, Tiêu Phàm nhíu mày, lão nhân này, hắn luôn cảm giác nhìn thấy qua, nhưng liền là nghĩ không ra. Xem ra, người ký ức sói mòn quá nghiêm trọng, lấy ngươi thực lực, còn không thể thừa nhận thời không lực lượng. Thời không lão nhân ngữ khí ngưng lại. Con người bên trong có chút bận tâm. Tiêu Phàm trầm mặc không nói,
hắn cũng biết ký ức đang chảy mất, nhưng hắn không biết mình vì sao sẽ như thế. Hắn chỉ biết là, bản thân một mực đang nghĩ biện pháp đi đến một nơi nào đó, nhưng hắn vẫn quên đi. Lại một thời đại sắp đến, người sứ mệnh, cũng không thuộc về thời đại này. Thời không lão nhân tiếp tục mở miệng, người hẳn là trở về. Trở về, Tiêu Phàm nghi hoặc, hắn không biết mình hẳn là về hướng chỗ nào, bất quá hắn có thể nghe ra thời không ý của ông lão nhân ra có thể tiễn ta về đi. Ta đây chỉ là một đạo tàn hồn. Thời không lão nhân lắc đầu, đắng chát cười nói, ta là tới tiếp ứng ngươi, không bao lâu, sẽ có người tới mang ngươi trở về. Lúc nào, Tiêu Phàm hỏi, ta cũng không rõ ràng, có lẽ vài vạn năm, có lẽ mấy trăm vạn năm về sau. Thời không lão nhân bất đắc dĩ thở dài. Đột nhiên, hắn trong nháy mắt một điểm, một vệt sáng bao phủ loạn cổ đại đế, hư không lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, điên cuồng cắn nuốt loạn cổ đại đế trên người ma khí. Sư tôn tha mạng, loạn cổ đại đế kinh biến, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Lão hủ không phải ngươi sư tôn, cũng sẽ không có cùng ma tộc cấu kết đồ đệ. Thời không lão nhân con ngươi rất lạnh, yên tâm, lão hủ cũng sẽ không giết ngươi, tương lai có một ngày, ta đổ nhi trở về tìm ngươi. Loạn cổ đại đế ánh mắt âm tàn, lạnh lùng trừng Tiêu Phàm một cái, cuối cùng bị vòng xoáy thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm coi như bình tĩnh. Có thể huyền vũ lại là kinh hãi hết sức. Đây chính là trong truyền thuyết thời thái cổ nhân vật sao. Vẻn vẹn chỉ là một đạo tàn hồn, liền để loạn cổ đại đế không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Phàm nhi, thời đại này đã loạn, ma tộc ẩn núp trong bóng tối, xa so với đã từng càng thêm nguy hiểm. Thời không lão nhân lại nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tâm thần run lên. Phàm nhi, cái tên xa lạ này. Bản thân thế nào cảm giác quen tai như vậy đây? Lão sư có thể làm, chính là bảo vệ ngươi ký ức, tiếp xuống cái này hỗn loạn thời đại, ngươi buông tay đi làm, còn có thể cứu, liền trấn áp bọn họ, không thể cứu được, liền trực tiếp giết, đến lúc đó, sẽ có người tới tiếp ứng ngươi trở lại chính ngươi thế giới. Thời không lão nhân để lại một câu nói, đột nhiên hóa thành từng đạo bạch quang cuốn về phía Tiêu Phàm. Lão sư, ngươi là lão sư ta. Tiêu Phàm sâu trong linh hồn ký ức dường như bị hiển hóa ra ngoài, toàn thân hơi chấn động một chút. Đáng tiếc, thời không lão nhân đã không thể trả lời. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại, sâu trong linh hồn đã bị hắn triệt để quên mất ký ức, chậm rãi hiện lên. Thật lâu, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một nụ cười, cung kính hướng về phía thời không lão nhân biến mất phương hướng cúi đầu, lão sư, Phàm Nhi đã biết. Ở thời không lão nhân trợ giúp phía dưới. Tiêu Phàm nhớ ra rồi, mình không phải là gọi táng, mà gọi là Tiêu Phàm. Thời không lão nhân, không chính là mình đời sau lão sư một trong, bác lão sao? Tiêu Phàm vốn cho là bản thân không cần tham dự loạn cổ sự tình, không nghĩ tới vẫn là tham dự vào, bác lão còn cho mình lưu một con đường lùi. Bất quá Tiêu Phàm tò mò là ai sẽ tiếp ứng bản thân? Mình ở thời không chi hà bên trong đã ngốc mấy trăm vạn năm. Hắn chưa bao giờ đi lĩnh ngộ qua bản nguyên chi lực, có thể linh hồn chi lực đã đạt đến thánh tổ cảnh giới. Hắn không biết, bản thân trở lại hậu thế, linh hồn chi lực còn có hay không mạnh như vậy. Nhưng là có một chút, Tiêu Phàm rất yên tâm, bản thân ở chỗ này mấy trăm vạn năm, hậu thế hẳn là còn chưa qua thời gian dài như vậy, có lẽ, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Bằng không mà nói, thần vô tận an bài, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thật lâu, Tiêu Phàm mới hồi phục tinh thần lại, thản nhiên nói, tiến về Tu La tộc. Tiền bối, Tu La tộc nhất tộc sớm đã biến mất, vãn bối không biết bọn họ ở đâu. Sự tình vừa rồi cho Huyền Vũ rung động thật lớn. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên là truyền thuyết thời không lão nhân đồ đệ, hắn đối Tiêu Phàm cũng càng ngày càng tôn kính lên. Cũng đúng, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, trầm ngâm chốc lát nói, Huyền Vũ, người đi đi, những năm này. Vất vả ngươi. Tiền bối muốn đuổi ta đi. Huyền Vũ thật có chút nóng nảy. Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, người ta nếu có duyên, cuối cùng có thời điểm gặp lại. Dứt lời, Tiêu Phàm trong nháy mắt một điểm, một vệt sáng xuất vào Huyền Vũ mi tâm, đây là một cái vạn tộc cùng nổi lên thời đại, theo ở bên cạnh ta, chỉ có thể chậm trễ ngươi, Huyền Vũ tộc còn phải dựa vào ngươi, nhớ kỹ, thái cổ thần giới vạn tộc một thể. Nhưng ma tộc tất chu. Nói xong câu đó,
Tiêu Phàm lăng không tại chỗ biến mất, lưu lại Huyền Vũ vẻ mặt thất thần. Thật lâu, Huyền Vũ lấy lại tinh thần, cung kính hướng về phía hư không cúi đầu, Huyền Vũ thụ giáo. Sau một khắc, Huyền Vũ khí thức trên thân đột nhiên tăng vọt, trực tiếp từ trung phẩm pháp tôn, đạt đến thiên tôn cảnh, hiển nhiên, hắn chiếm được Tiêu Phàm không ít quà tặng. Huyền Vũ rời đi, hắn phải trở về bản thân nhất tộc lãnh địa. Ma tộc xâm lấn, dù ai cũng không cách nào chỉ lo thân mình, như Tiêu Phàm nói tới, vạn tộc tranh bá, chỉ là ma luyện ra càng mạnh người đến mà thôi. Nếu như hắn không thể mạnh lên, cuối cùng sẽ bị thời đại này đào thải. Tiêu Phàm rời đi, trực tiếp hướng về nhân tộc một mảnh vực đi, bây giờ nhân tộc rất mạnh, chiếm cứ hơn vạn địa vực, chính là thái cổ thần giới đại tộc. Nhưng là, Tu La tộc lại bế tộc không ra, điểm này, Tiêu Phàm cũng có chút không hiểu. Hắn nhớ mang máng, mỗi cái thời đại, Tu La tộc đều là thời đại nhân vật chính là đồ ma đại quân tối kiên định một thành viên. Sau một ngày, Tiêu Phàm xuất hiện ở một mảnh cổ vực, nơi đây người ở thưa thớt, yêu thú hoành hành. Nơi này, đã từng thế nhưng là Tu La thần thành địa bàn, Tiêu Phàm đã từng kiến thức huy hoàng của hắn cường thịnh, nhưng bây giờ cũng được một mảnh man hoang chi địa. Ai cũng không ngăn cản được thời gian cái này đại địch. Tiêu Phàm thở dài. Hắn đi tới một vùng núi bên trong nháy mắt một điểm, hư không đã nứt ra một đạo khe hở, một mảnh thế giới mới tinh hiển lộ mà ra, hắn một bước bước vào trong đó. Cũng coi như Tiêu Phàm bước vào Tu La tộc cổ địa về sau, vạn tộc biết được loạn cổ thần đình loạn cổ đại đế vẫn lạc tin tức, nhao nhao dục dịch. Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, Tiên Linh tộc, Lang tộc. Đông đảo chủng tộc nhao nhao bắt đầu hành động, cắt chiếm địa bàn. Cũng không lâu lắm, Huyền Vũ trở lại hải vực, lấy lực lượng một người trấn áp Huyền Quy nhất tộc, trở thành Huyền Quy nhất tộc chi tổ. Huyền Quy nhất tộc đổi tên là Huyền Vũ, mà chính hắn, thay tên Huyền Lão, quản lý Huyền Vũ tộc. Huyền Vũ tộc, càng là chiếm hơn nửa cái hải vực, trở thành số một số hai đại tộc. Đồng thời, các đại chủng tộc lẫn nhau chém giết, tử thương thảm trọng. Nhưng là, quá trình này cũng có vô số cường giả sinh ra. Chém giết, vĩnh viễn là ma luyện cường giả thủ đoạn hay nhất. Mấy trăm năm thời gian, vạn tộc cùng nổi lên, dường như có một cái thịnh thế đến. Bất quá, Tiêu Phàm trong lòng vẫn như cũ có chút bất an, luôn cảm giác mình muốn làm một ít chuyện. Hắn ở Tu La tộc cổ địa đợi thời gian rất lâu, tính cực tự động, trong đầu lại là nhớ tới một người. Trầm tư hồi lâu, hắn vẫn là chuẩn bị đi gặp một lần cái này lão huynh đệ. Một ngày này, Tiêu Phàm lặng yên không tiếng động đi tới Tu La tộc cấm địa, nơi này thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng không người phát hiện Tiêu Phàm hành tung. Hắn đi tới một tòa đại điện phía trước, nhẹ nhàng đẩy ra đại điện chi môn, đi vào. Đại điện bên trong, 10 điểm u ám, trong không khí tràn ngập ma khí nồng nặc, hắn không khỏi nhíu mày. Ai, một giọng già nua từ đại điện bên trong truyền ra, ngay sau đó một cổ khí tức cường đại khóa chặt Tiêu Phàm. Ngay sau đó, một cái mặt mũi dữ tợn lão giả xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa, tóc rối tung, y phục rách nát, trên người tản ra một cỗ khí tức mục nát. Tử Vũ, Tiêu Phàm cau mày nhìn xem lão giả đối diện. Lão giả nguyên bản đỏ thắm con ngươi đột nhiên chậm rãi thối lui, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, khi hắn thấy rõ ràng Tiêu Phàm dung mạo lúc, già nua thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt lên. Đại ca, lão giả run rẩy mở miệng, gắt gao vuốt vuốt cặp mắt đục ngầu. Lộ ra không thể tin. Không sai, lão giả chính là Tử Vũ, từ khi thần vô tận biến mất sau, hắn một mực thủ hộ lấy Tu La tộc. Dù cho hắn Tu La tộc huyết mạch cũng không nồng đậm, nhưng hắn một mực gánh vác phần này trách nhiệm. Năm đó một trận chiến, hắn không phải là không có tham dự, mà là thực lực quá thấp, kém chút chết ở tay ma tộc, thân thể cũng bị thương nặng, bị ma khí xâm nhập. Những năm này hắn một mực đang nghĩ biện pháp rút ra ma khí. Nhưng hắn có chút lực bất tòng tâm, đã thiên nhân ngũ suy. Là ta, Tiêu Phàm gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn há miệng hút vào, đại điện bên trong vô tận ma khí, điên cuồng mà tràn vào trong miệng của hắn, mở tối đại điện lần thứ hai khôi phục lại sự trong sáng. Đại ca, người còn sống. Tử Vũ nện bước già nua bước chân đi đến Tiêu Phàm bên người, ôm thật chặt Tiêu Phàm. Nhìn thấy Tiêu Phàm không có biến hóa chút nào bộ dáng. Nhịn không được khóc giống rơi lệ. Cho tới nay, hắn và thần vô tận đều tưởng rằng Tiêu Phàm chết rồi,
lại không nghĩ rằng Tiêu Phàm lại còn sống sót. Những năm này, vất vả ngươi. Tiêu Phàm mỉm cười, buông ra Tử Vũ. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại đại ca. Tử Vũ lau đi nước mắt đục ngầu, thanh âm hết sức già nua, vẫn như cũ kích động không kềm chế được. Ta đây không phải thật tốt sao? Tiêu Phàm cười cười, một chỉ điểm tại Tử Vũ mi tâm, ngay sau đó, hết sức bàng bạc sinh cơ tràn vào Tử Vũ thể nội. Nguyên bản thiên nhân ngũ suy Tử Vũ, vậy mà lần thứ hai tỏa sáng thanh xuân, rất nhanh biến thành trung niên nhân bộ dáng. Tử Vũ cảm thụ được tự thân biến hóa, dường như mộng ảo, đây cũng quá không chân thật. Hắn bản thân thân thể bản thân rất rõ ràng, tối đa cũng liền có thể kiên trì mấy năm thời gian, nhưng bây giờ, bản thân rốt cuộc lại khôi phục trạng thái đỉnh phong. Bất diệt thánh tổ cảnh, không sai, Tiêu Phàm trêu ghẹo cười nói, đại ca về sau liền dựa vào ngươi. Đại ca, ngươi cũng đừng giễu cợt ta. Tử Vũ vẻ mặt cười khổ, bất diệt thánh tổ cảnh, chỉ là thánh tổ cảnh ngưỡng cửa mà thôi, hắn cũng là mấy vạn năm trước mới khó khăn lắm đạt đến cảnh giới này. Nhưng Tiêu Phàm, lại tùy tiện nhường hắn cái này ở kề cận cái chết dẫy dụa thánh tổ khôi phục đỉnh phong, dạng này thực lực, lại là làm sao đáng sợ. Ta cái này trung phẩm nguyên tôn, làm sao dám giễu cợt ngươi cái này bất diệt thánh tổ. Tiêu Phàm nháy nháy mắt, sau đó đột nhiên trầm giọng hỏi, đúng rồi, vô tận đến cùng sống hay chết, ngươi cũng đã biết. Tử Vũ thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, hít sâu một cái nói, nhị ca cho ta hồn phù tự động thiêu đốt. Bất quá ta tin tưởng hắn không chết. Tiêu Phàm nhíu mày, chẳng lẽ thần vô tận là giả chết sao? Còn có, ta có một loại phỏng đoán. Tử Vũ đột nhiên lại nói, thần sắc trở nên hết sức nghiêm túc, hắn vô cùng có khả năng, lẫn vào ma tộc. À, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, kỳ thật, hắn nội tâm lại làm sao không có nghĩ qua như vậy đây? Huống hồ, đời sau Tiêu Phàm, còn gặp qua thần vô tận phân thân nhiều lần, nếu như bản thể chết rồi. Phân thân hơn phân nửa là sẽ cùng theo vẫn lạc. Cái này cũng từ khía cạnh chứng minh, thần vô tận còn sống. Lúc trước một trận chiến, nhị ca cùng mấy cái khác thánh tổ là dẫn đầu giết vào ma tộc thông đạo, có thể mới vừa tiến vào, nhị ca hồn phù liền thiêu đốt, lấy nhị ca tuyệt thế thánh tổ thực lực, không có khả năng nhanh như vậy vẫn lạc. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, lại nói, những năm này, nhưng có thiên nhân tộc tin tức. Tử Vũ hờ hững lắc đầu, từ khi thái cổ một trận chiến, thái cổ thần giới vỡ nát về sau, thiên nhân tộc chẳng biết đi đâu, bất quá, ta cuối cùng cảm giác, bọn họ đang nổi lên một cái ngập trời âm mưu. Âm mưu sao? Tiêu Phàm trong lòng sớm đã chắc chắn, đó là khẳng định. Thậm chí, hắn luôn cảm thấy, ma tộc cũng không đáng sợ, thiên nhân tộc, mới là đáng sợ nhất. Dù sao, trên mặt nổi địch nhân còn có thể nhìn thấy, có thể vụng trộm địch nhân. Đó là nguy hiểm nhất, ai cũng không biết bọn họ lúc nào đi ra cắn ngươi một cái. Thiên nhân tộc lúc trước thoát ly yêu tộc cùng nhân tộc liên minh, vốn là một kiện rất kỳ quái sự tình. Hơn nữa, hậu thế hắn cũng đã gặp qua một việc, kia liền là Vân Phán Nhi ám sát hắn. Chuyện này, để Tiêu Phàm đối Vân Phán Nhi hận thấu xương. Nhưng trở lại thái cổ về sau, Tiêu Phàm một mực đang nghĩ một vấn đề, Vân Phán Nhi vì sao muốn giết mình? Có lẽ hắn cũng không phải thật muốn giết bản thân, mà đang nhắc nhở bản thân, nhất định phải cẩn thận thiên nhân tộc. Mặt khác, tất nhiên Vân Phán Nhi có thể trở thành thiên nhân tộc, vậy có phải thái cổ thần giới còn có những người khác trở thành thiên nhân tộc quân cờ? Thiên nhân tộc vượt qua vạn cổ, chưa bao giờ nhúng tay qua thái cổ thần giới sự tình, vì sao hết lần này tới lần khác lúc kia sẽ ra tay đây? Tà thần đã từng nói qua, bọn họ đã đợi không kịp, trong miệng hắn bọn họ. Có phải hay không chỉ đúng là thiên nhân tộc đây? Đáng tiếc, có một số việc bọn họ không nguyện ý nói với chính mình, có lẽ là bởi vì hắn thực lực không đủ nguyên nhân. Bằng không, lấy thời không lão nhân kiến thức, đã sớm đem những bí ẩn này nói cho hắn biết. Đại ca, thời gian dài như vậy ngươi cũng không có xuất hiện, hiện lại tới tìm ta, có phải hay không có chuyện gì? Tử Vũ đột nhiên hỏi. Tiêu Phàm nghe vậy, ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo. Nói, ma tộc ẩn núp thái cổ thần giới, trở ngại thái cổ thần giới phát triển, ta tới tìm ngươi, là muốn cho tu la tộc làm đầu khu, giết hết ma tộc. Tử Vũ nhíu mày, nói tuy nhiên những năm này ta một mực bế quan, nhưng chuyện ngoại giới ta cũng biết rõ một chút, hiện tại yêu tộc xa so với nhân tộc cường đại, vạn nhất bọn họ cũng bị ma tộc khống chế, ta tu la tộc chỉ có thể trở thành pháo hôi.
những cái này ngươi không cần lo lắng, những người kia, ta tới ứng phó, lấy thanh danh của ngươi, hẳn là có thể đem các tộc cường giả triệu tập đến cùng một chỗ a. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu. Ta Tu La tộc nhiều ít vẫn là có chút mặt mũi. Tử Vũ vẻ mặt tự tin, ngạo khí nói, ta đây cũng làm người ta đưa thiếp mời, tổ chức đồ ma đại hội, phàm là không đến chủng tộc, định là phản nghịch xử trí, làm sao? Người bây giờ sẽ không sợ Tu La tộc trở thành pháo hôi. Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem Tử Vũ nói. Có đại ca ở, ta có cái gì lo lắng? Tử Vũ nhún vai, chỉ bằng vừa rồi một ngón kia, là hắn có thể đủ xác định, trong thiên hạ, có thể thắng Tiêu Phàm, tuyệt đối không có mấy cái. Ngươi ngược lại là tự tin. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, khoát tay một cái nói, vậy thì làm như vậy đi. Mấy ngày sau, Tu La tộc xuất thế lần nữa, kinh động thiên hạ. Đồng thời, một phần bộ thiệp mời từ Tu La tộc bay về phía thiên hạ vạn tộc biết được ma tộc sự tình, kinh hãi không thôi. Vạn tộc tu sĩ, chẳng ai ngờ rằng, vẫn còn có ma tộc ẩn núp thái cổ thần giới, lập tức làm lòng người bàng hoàng. Bất quá, cũng có người rõ ràng không tin, ma tộc nếu như tiềm phục tại thái cổ thần giới, lấy ma tộc năng lực, đoán chừng đã sớm chân áp vạn tộc. Cũng có người cho rằng, đây chẳng qua là Tu La tộc ngụy trang, muốn nhất thống thái cổ thần giới. Đối với cường thế Tu La tộc, vạn tộc tu sĩ là phát ra từ nội tâm kính sợ. Nhưng là, đại bộ phận chủng tộc vẫn là dẫn người tiến về, Tu La tộc cho dù lại làm sao cường đại, cũng xưa đâu bằng nay, nơi nào còn có thái cổ thời đại thực lực. Hơn vạn chủng tộc nếu như đồng tâm hiệp lực, hủy diệt Tu La tộc, dễ như trở bàn tay. Nửa năm sau, vô số chủng tộc tề tụ Tu La thần thành, đồ ma đại hội chính là mở ra. Tử Vũ chủ trì đại hội, vô số chủng tộc tề tụ một đoàn, đây là thái cổ thần giới hiếm thấy thịnh hội. Tử tộc trưởng, đồ ma đại hội dù sao cũng phải có cái điều lệ, đầu tiên, ít nhất phải tuyển ra có cái minh chủ a. Có người chịu không được khô khan đại hội, hí ngược mở miệng nói. Tử tộc trưởng tổ chức đồ ma đại hội, đoán chừng là tự mình nghĩ làm cái này minh chủ, chỗ nào còn muốn tuyển. Có người phụ họa, trong giọng nói đều là vẻ trào phúng. Long tổ, phượng hậu, các ngươi cần gì gấp gáp như vậy, đại hội vừa mới bắt đầu. Tử Vũ cũng không tức giận, nhàn nhạt nhìn xem mấy cái kia mở miệng tu sĩ. Mấy người kia đều cực kỳ cường đại, chính là Long Phượng tộc lão tổ, cũng là trong vạn tộc chí cường chủng tộc, có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Đối mặt hai đại chủng tộc lão tổ đặt câu hỏi, Tử Vũ cũng có chút áp lực. Bất quá, hắn càng tin tưởng Tiêu Phàm, trong bóng tối dư quang thỉnh thoảng quan sát đến cách đó không xa Tiêu Phàm, chờ đợi Tiêu Phàm lời nói. Bản tổ cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi lãng phí, nếu là ngươi không cách nào định vị điều lệ, đừng trách ta không phụng bồi. Một người mặc tử kim long bào nam tử đứng dậy, giọng nói vô cùng vì cường thế. Long tổ, ngươi nếu lòng có càn khôn, cần gì gấp gáp như vậy? Tử Vũ nhíu mày, hắn biết mình rất khó áp chế những cái này cường giả, có thể Tiêu Phàm còn ở nơi này đây. Hiện tại, hắn đang kéo dài thời gian cho Tiêu Phàm quan sát, lấy Tiêu Phàm thực lực, rất nhanh liền có thể khóa chặt những cái kia chủng tộc cùng ma tộc có quan hệ. Tử Vũ, ngươi nghĩ chèn ép đối lập, có thể nói rõ, có thể oan uổng bản tổ, đừng trách bản tổ không khách khí. Tử Kim Long bào lão giả cũng là bạo tính tình. Long tộc danh xưng vạn tộc chi tôn, địa vị hiển hách, căn bản không ở dưới Tu La tộc. Hắn đường đường Long tổ, khi nào đến phiên Tử Vũ đến chất vấn? Ngươi muốn như thế nào không khách khí? Tử Vũ còn chưa mở miệng, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc. Đám người nhìn tới, chỉ thấy một cái hắc bào nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tử Vũ bên người, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Long tổ. Tử Vũ, đây chính là ngươi Tu La tộc đạo đãi khách. Nho nhỏ hạ nhân, cũng dám quát lớn bản tổ. Long tổ lông mày nhíu lại, con ngươi lạnh như băng hướng về Tiêu Phàm. Chủng tộc khác cường giả cũng là vô cùng phẫn nộ. Có thể người đứng ở chỗ này, ai không phải nhất tộc chi tổ. Một cái trung phẩm nguyên tôn tu sĩ, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng chất vấn Long tổ. Muốn chết sao, người nói chuyện không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng là cổ quái nhìn xem Tử Kim Long bào Long tổ, trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Hắn hiện tại tạm thời thức tỉnh ký ức, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Tử Kim Long bào Long tổ, người này hắn hiện tại chưa quen thuộc.
nhưng hậu thế, hắn nhưng là rất quen thuộc. Tử Như Huyết, xem ra ngươi ra lại ngứa. Tiêu Phàm mỉm cười. Không sai, cái này Tử Kim Long Bào Long Tổ, chính là đời sau Tử Như Huyết, chỉ ít bộ dáng cùng khí tức, cùng Tử Như Huyết giống như đúc. Tiêu Phàm trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, lão sư để cho mình trấn áp những người kia, đến cùng bị trấn áp ở một cái địa phương nào, vậy mà để hăm hở Tử Như Huyết, biến thành hậu thế như vậy gian trá giảo hoạt. Đám người nghe vậy, vô cùng ngạc nhiên, chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Phàm lại dám như thế cùng Long Tổ nói chuyện. Nhất tộc chi tổ, càng là chí tôn Long tộc chi tổ, khi nào có thể được một con kiến hôi như thế không nhìn. Tự tìm cái chết, Tử Vũ, người rất tốt. Vậy mà để người chế nhạo bản tổ. Long tổ Tử Như Huyết cũng là giận tím mặt, đưa tay hướng về Tiêu Phàm giận đập đi. Dù cho Tử Vũ, cũng đang hắn bên trong phạm vi công kích. Tử Vũ đứng ở đó cười ngây ngốc, căn bản không có ý xuất thủ. Tiêu Phàm tất nhiên đứng dậy, hiển nhiên đã biết cái gì, Tử Như Huyết, hơn phân nửa cùng ma tộc có chút quan hệ. Dù cho hắn không phải cấu kết ma tộc, đoán chừng cũng lây dính ma khí. Đám người vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như lại nhìn một người chết một dạng. Những đại lão này mở miệng, khi nào đến phiên ngươi một tên tiểu bối đến ngắt lời, người đây không phải muốn chết sao? Hiện tại chết rồi, cũng không người cho ngươi lấy một cái công đạo, chết cũng chết vô ích. Nhưng mà, Tiêu Phàm cũng không có như bọn họ tưởng tượng như vậy, bị Tử Như Huyết đánh thành thịt nát, ngược lại Tử Như Huyết trưởng cương ngừng trên không trung, bất kể như thế nào đều không rơi xuống. Long tổ đoán chừng là thiện tâm đại phát, chuẩn bị tha cho hắn một đầu mạng nhỏ a. Có người âm thầm suy đoán, bằng không, lấy Tử Như Huyết thực lực, lại làm sao có thể giết không chết một cái trung phẩm nguyên tôn đây. Thanh âm kia rất nhỏ, nhưng Tử Như Huyết lại nghe được rõ rõ ràng ràng, trong lòng giận mắng không thôi. Thiện tâm đại phát, cả nhà ngươi mới là thiện tâm đại phát, lão tử là nghĩ một bàn tay chụp chết hắn. Có thể lão tử một bàn tay chính là làm sao cũng không rơi xuống a. Tử Như Huyết nhìn thấy khóe miệng ngậm lấy vẻ mỉm cười Tiêu Phàm, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đột nhiên cảm giác tê cả da đầu, thật giống như bị một con rắn độc tập trung vào một dạng. Chẳng lẽ, không có khả năng, hắn chỉ là một cái trung phẩm nguyên tôn mà thôi. Tử Như Huyết trong lòng có chút kinh khủng, bản thân chẳng lẽ đá trúng thiết bản. Tử Như Huyết, kiếp sau làm người, đừng như vậy phách lối. Tiêu Phàm mỉm cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ mạnh mẽ khí tức quét sạch toàn trường. Tuyệt thế thánh tổ, không đúng, so tuyệt thế thánh tổ còn mạnh hơn, vô thượng thánh tổ. Tử Như Huyết trong lòng kinh hãi hết sức, ở cỗ này linh hồn chi lực trước mặt, hắn thậm chí ngay cả hoàn thủ dũng khí đều không có. Tiền bối tha mạng, Tử Như Huyết vội vàng cầu xin tha thứ. Lời này vừa nói ra, vạn tộc tu sĩ chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hoảng hốt tới cực điểm. Chỉ có trong khắp ngõ ngách, Huyền Vũ thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem tất cả những thứ này, từ tiếp nhận Tu La tộc mời một khắc kia trở đi, hắn liền ẩn ẩn đoán được, đây là Tiêu Phàm chủ ý. Hắn nhưng là được chứng kiến Tiêu Phàm kinh khủng, cho nên dù cho những người kia gọi thế nào rầm rĩ, hắn đều bảo trì bình tĩnh. Trước đó hắn một chút thuộc hạ còn có chút bất mãn, nhưng là bây giờ, tất cả mọi người nhìn về phía Huyền Vũ ánh mắt, tràn đầy vẻ kính sợ. Tiếp sau hảo hảo làm người, không cần thiết cùng ma tộc có bất kỳ liên quan, bằng không, ta thấy ngươi một lần, giết ngươi một lần. Tiêu Phàm cười híp mắt mở miệng. Vạn tộc tu sĩ nhịn không được dùng mình một cái, nụ cười kia, quả thực là ma quỷ nụ cười. Sau một khắc, tất cả mọi người trơ mắt nhìn xem Tử Như Huyết bị một cái vòng xoáy thôn phệ, liền cặn bã đều không có nửa điểm còn lại. Tê tất cả mọi người hít một hơi lạnh. Tất cả đều bị Tiêu Phàm thiết huyết thủ đoạn cho khiếp sợ đến, toàn trường yên tĩnh im ắng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 208.